Chấp ma thuyết minh tập 162 Thiên nhân cửa thứ ba, tự hồ cũng nhìn càng thêm làm sâu sắc xa. Dù cho hai mắt nhắm lại, cũng có thể nhìn thấy trong luân hồi ánh sáng nhạt, cũng mượn từ này chút ít ánh sáng, thấy được càng thâm thúy chỗ nhân quả. Càng bởi vì ninh phàm nhất niệm động, toàn bộ Bắc mang quốc Sơn Hải đều sinh ra kỳ dị cộng minh, khi ninh phàm ý đồ lĩnh ngộ thái cực sinh diệt diệu lý lúc, liền có vô số cùng âm dương sinh diệt tương quan cổ lão đạo ngộ hiện lên tại ninh phàm trong lòng, khi hắn ý đồ cảm ngộ thành đế cửu ngũ thiên kiếp, lại có vô số thành đế cảm ngộ hiện lên mà ra, mười phần kỳ diệu. Nhưng cái này lại cùng thiên nhân hợp nhất không quan hệ, mà là một loại khác lực lượng đưa đến kết quả. Đây là bộ tộc mang thần chi quyền hành, sơn hải chúa cực hạn, đạo pháp tự nhiên, có thể trực tiếp từ vạn vật tự nhiên bên trong, lĩnh hội đại đạo. Phu mang giả tự nhiên chi thủy tổ, vạn vực chi đại tông vậy. Mang sinh tại Sơn Hải, thành đạo tại tự nhiên, sau khi xê hết anh linh về Sơn Hải, cửu Sơn bác hải một phương giới, thiên địa luân hồi trong lòng bàn tay mở. Đây là Sơn Hải chú chú ngữ, mượn từ Sơn Hải chú, dù cho phổ thông mang tu, cũng có thể cảm thụ Sơn Hải chi hồn. Mang thần đứng ở ức vạn mang tu phía trên, nó đạo pháp tự nhiên quyền hành, Tự nhiên có thể cùng Sơn Hải chi hồn tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Mang Nhân sau khi xê hết về Sơn Hải, thành đạo tại Tự Nhiên, đạo vong cũng quy về Tự Nhiên, lấy anh linh chi thân dung nhập Sơn Hải chi hồn. Cho nên, mang tộc trên thổ địa, một hoa một lá, một ngọn cây cộng cỏ, đều là gánh chịu lấy thời cổ mang tu trăm tử bất diệt đạo niệm cùng đạo ngộ. Nếu như mang thần lòng có mong muốn, thì những cái kia cổ mang anh linh liền sẽ nghe triệu mà đến dâng lên riêng phần mình đạo ngộ, phụ trợ mang thần tu hành. Nhưng ở Bắc Mang Quốc, đạo Pháp tự nhiên vốn nên là lịch đại Bắc Mang Thần mới có quyền hành. Ninh Phàm tuy là mang thần, nhưng là đạo mang sơn nhất mạch mười đời mang thần, là dị quốc chỉ thần, cùng Bắc Mang Quốc ở giữa cũng không tồn tại bất luận cái gì lệ thuộc quan hệ. Nhưng bây giờ, Bắc Mang Quốc mang thần trọng thương đang ngủ say, thân là dị thế mang thần Ninh Phàm lại vì cứu vớt Bắc Mang Quốc tận hết sức lực. Ninh Phàm hành vi, đạt được Bắc Mang Quốc tán đồng, dù cho Ninh Phàm cũng không phải là Bắc Mang Quốc chân chính thần minh, an nghĩ tại Bắc Mang Son Hải vô tận anh linh, hay là nguyện ý làm ra đáp lại. Đây là cảm tạ. Cảm tạ Ninh Phàm chưa từng từ bỏ rơi vào vô lượng chỉ khư Bắc Mang Quốc. Càng cảm tạ Ninh Phàm nguyện ý cứu vớt bọn chúng Bắc Mang thần. Đáng tiếc duy nhất chính là, bây giờ Bắc Mang Quốc Sơn Hải thụ vô lượng kiếp tổn hại nghiêm trọng, cảnh hoàn tàn khắp nơi trên đại địa. Vô số có cây sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền ngay cả đã từng tuyên cổ bất hóa tuyết động cũng bị cưỡng ép tan rã. Trong sơn hải, đại đa số Bắc mang anh linh đều bị hủy đi, có thể đáp lại Ninh Phàm đã không nhiều lắm. Những này trống rỗng xuất hiện đạo ngộ, là thiên nhân hợp nhất a. Không, không phải. Thì ra là thế, đây là một nước mang thần mới có thể sử dụng đạo pháp tự nhiên quyền hành. Ninh Phàm hiểu việc này, càng xuyên thấu qua đạo pháp tự nhiên quyền hành, đối với quần thánh chưa nghịch ý muốn hủy đi Bắc Mang quốc sự tình, có càng nhiều suy đoán. Mang nhân sau khi xê hết về Sơn Hải, thế là Sơn Hải ở giữa mai tán quá nhiều thời cổ cấm kỵ. Có lẽ, Bắc Mang quốc bị định ra vô lượng kiếp số, một nguyên nhân trong đó, chính là có người muốn hủy đi Sơn Hải ở giữa cấm kỵ. Nhưng ta tới, thế này luân hồi, liền làm có chỗ cải biến. Anh Mang thần tướng Anh Linh tu nghe triệu mà đến. Nguyện đem khi còn sống thành đế chi ngộ, hiến cùng mang tôn. Một cái cổ lão thanh âm tại ninh phàm trong lòng vang lên. Lập tức liền có vô tận thành đế cảm ngộ, hiện lên tại ninh phàm trong lòng. Chỉ một thoáng, hắn phản phất thành cái kia tên là anh linh tu cổ lão mang tu, trong nháy mắt liền vượt qua anh linh tu bế quan thành đế 6,5 triệu năm. chín lần thành đế, chín lần thất bại, lại tại lần thứ 10 chặt đức đạo sơn, rốt cục leo lên đạo sơn chi đỉnh, trở thành tiên đế. 6,5 triệu năm ký ức truyền thừa A, à, cái này đạo Pháp tự nhiên quyền hành, thực sự có chút kinh khủng. Ký ức truyền thừa, Ninh Phàm tu đạo mới bắt đầu liền từng chiếm được, nhưng này chỉ là tu đạo bước đầu tiên loạn của truyền thừa. Dưới mắt không duyên có lấy được ký ức truyền thừa, lại không chỉ bao hàm tu đạo bước đầu tiên, đúng là liên quan đến thành đế cảm ngộ. Dù là Ninh Phàm thức hải kiên cố, lại trống rỗng thêm ra một vị tiên đế, 6,5 triệu năm ký ức về sau, hay là cảm nhận được thức hải hơi trướng. Nhưng thu hoạch càng thêm to lớn. Không, cái này đã không thể nói là thu hoạch. Cái này hoàn toàn chính là đang bật hắc Lại là một cái độc thuộc về bổn quốc mang thần hắc Đương nhiên, Ninh Phạm Thân là mang thần, là có thể cự tuyệt dung học này ký ức, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc cự tuyệt, mà là lâm vào trầm ngâm. Giờ khắc này, Ninh Phạm nhớ tới ban sơ thu hoạch được loạn cổ truyền thừa lúc, nghe được lời nói. Thiên đạo vòng thứ nhất bên ngoài, thuật đạo không thể kinh truyền. Ý là vượt qua tu đạo bước đầu tiên đồ vật, không thể trực tiếp quán đỉnh cho người khác. Theo tu vi dần dần trướng, Ninh Phạm sớm đã minh bạch trong đó tai hại. Nếu như hắn thủa thiếu thời trực tiếp thu hoạch được loạn cổ đại đế hoàn chỉnh ký ức truyền thừa, thức hải của hắn có thể tiếp nhận hoàn chỉnh tiên đế ký ức trùng kích sao? một thiếu niên trong thức hải, tự thân ký ức chỉ có hơn 10 năm, đột nhiên thu hoạch được tiên đế vạn cổ tuế nguyệt khổng lồ ký ức, sau đó ký ức ai chủ ai thứ, thiếu niên vẫn là chính hắn sao. Mặc dù thiếu niên đạo tâm kiên cố, duy trì ở bản tâm, nhưng trực tiếp thu hoạch khổng lồ tri thức, liền sẽ mất đi quá trình học tập, mất đi vô số vốn nên thuộc về mình suy nghĩ cùng lý giải, cuối cùng được mất cũng là khó nói. Mà tại mở ra thiên nhân cửa thứ ba về sau, ninh phàm càng là hiểu việc này phía sau tồn tại cấm kỵ số mệnh luân hồi không thích thế nhân một bước lên trời lại thế gian nhân quả đều có định số muốn tiếp nhận một vị tiên đế cả đời chi ngộ tất cũng chịu đựng nó khổng lồ nhân quả như vậy mới có thể cân bằng nhưng mà mang tộc đạo pháp tự nhiên quyền hành lại không nhìn luân hồi cấm kỵ chỉ có mang thần mới có thể sử dụng quyền hành này có thể thành mang thần người hẳn là trong nước thực lực mạnh nhất một nhóm không đến mức không chịu nổi tiên đế ký ức. Về phần số mệnh trong luân hồi cấm kỵ, mang tộc thì hoàn toàn không cần thiết. Như vậy, sẽ bị số mệnh luân hồi nhằm vào lý do, trong lúc vô hình lại thêm một cái. Nhưng ta lúc này đối kháng vô lượng kiếp, vốn là đứng ở số mệnh luân hồi mặt đối lập, cho nên những này cấm kỵ, chính là nhiều phạm mấy cái cũng không sao. Cứu vớt bắt mang quốc là bắt mang thần trách nhiệm, nên phàm thay bắt mang thần tiếp nhận khổng lồ nhân quả lúc này đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà có thể mượn dùng chút bắt mang thần đặc quyền, căn bản sẽ không có bất kỳ khách khí, từ mở ra thiên nhân cửa thứ ba về sau, hắn liền không có đem mình làm người ngoài. Đương nhiên, cân nhắc với bản thân ký ức tồn trữ có mức cực hạn, nên Phàm mặc dù tiếp nhận anh Linh Tu thành đế cảm ngộ, nhưng cũng đem tuyệt đại đa số không có tác dụng gì ký ức từ não hải xóa bỏ. Cuối cùng, 6,5 triệu năm khổng lồ ký ức, bị Ninh Phàm trong nháy mắt biên tập đến chỉ còn 10 năm, thức hải một trận nhẹ nhõm. Đa tạ. Ninh Phàm đối với cái kia tên là Anh Linh Tu Cổ Lão Anh Linh nói cảm ơn. Phàn mang thần tướng Phàn Vũ Dương, nghe triệu mà tới. Lại một thanh âm vang lên. Vị này tồn tại cổ lão không chỉ có sắp thành để lúc một 14 triệu năm ký ức dâng lên, càng giống như cảm ứng được Ninh Phàm bây giờ là Phàn mang lão tổ đồng dạng, lại dâng lên ước 5 triệu năm ký ức dung lượng phàn mang dương thần thuật cảm ngộ. Đa tạ. Ninh Phàm nói cảm ơn. Trong nháy mắt liền đem 19 triệu năm ký ức kéo đến chỉ còn 19 năm tỉnh hoa. Sau đó, đạo mang tội tướng đạo xá lan nghe triệu mà tới. Một đoạn liên quan tới âm dương, sinh diệt đạo ngộ hiện lên trong lòng, khoảng chừng 50 triệu năm ký ức dung lượng. Cuối cùng bị Ninh Phàm bảo lưu lại 25 năm tinh hoa hỏa mang tư tế xích tùng thạch, nghe triệu mà tới. Lại còn có liên quan tới bế quan thành thánh cảm ngộ, nhưng là thành thánh kẻ thất bại lưu lại. Tuy là thất bại kinh nghiệm, nhưng cũng có rất nhiều diệu dụng, ký ức dung lượng chừng 270 triệu năm. Cuối cùng bị ninh phàm bảo lưu lại 200 năm. 38 đời bắt mang thần bạch cửu phượng, nghe triệu mà tới. Một đoạn liên quan tới tuyết chi trưởng vị tu hành cảm ngộ xuất hiện tại ninh phàm trong lòng không cần biên tập, bởi vì đoạn ký ức này chỉ có ngắn ngủi trăm năm, đây là một nữ tử ký ức. Nàng tại Bắc Cực Sơn bên dưới trăm năm ngộ đạo, liền từ tiên vương tấn thăng làm trưởng vị tiên đế, càng là không biết như thế nào, cùng Bắc Cực ngộ đạo thụ phía trên viễn cổ phượng huyết vết tích sinh ra cộng minh, trực tiếp thành Bắc Cực Sơn Sơn Chủ. Việc này liền ngay cả lịch đại Bắc mang thần đều làm không được. Thập quốc mang thánh lam đạo phong kinh dị tại nàng này tư chất, một phen suy tính về sau, cuối cùng tuyển định nàng này là Bắc Mang quốc đời thứ 38 mang thần. Người đương thời không hiểu, liền ngay cả Bạch Cửu Phượng bản nhân cũng không hiểu. Chỉ vì lúc đó Bắc Mang quốc mới vừa vặn truyền thừa đến đời thứ 35 mang thần, mang thánh đại nhân lại vượt qua 36, 37, trực tiếp chọn tốt đời thứ 38 nhân tuyển, thực sự không hợp tình lý. Đây là con số mệnh định, không thể sửa đổi, như vậy ngươi mới có một chút hy vọng sống. Mang thánh đại nhân đối với Bạch Cửu Phượng nói. Bạch Cửu Phượng. Nữ tử này, cùng Bạch Linh giống nhau như đúc. Mang nhân sau khi chết anh Linh mới có thể về Sơn Hải, trước đây mang thần Bạch Cửu Phượng, chết tại Bắc Mang Quốc A. Bạch Cửu Phượng là đời thứ 38 mang thần, Hồng Linh thì là đời thứ 42 mang thần. Hết thảy đều là con số mệnh định A. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời có chút sâu thắm. Nhưng hắn đã giải quyết tâm ma, liền sẽ không lại bởi vì không thể sửa đổi nhân quả mà nhiễu loạn nội tâm cuối cùng cái này trăm năm cảm ngộ ninh phàm từng phút từng giây đều không có kéo đi toàn bộ giữ lại dịch tộc thần tướng dịch xuân nghe triệu mà tới thế mà còn có cùng đánh cờ có liên quan ký ức chân lôi quốc hàng tướng lôi thập nhất nghe triệu mà tới lôi thập nhất cái tên này có chút quen tai đâu người này từ trần giới phản bội chạy trốn gia nhập Bắc Mang Quốc trở thành thần tướng, chỗ dân lên cảm ngộ, đều là cùng kiếp linh chi thuật có quan hệ. Đời 29 Bắc Mang thần Tô Tử Kính nghe triệu mà tới. Đạo trường cung tội bột hình thủ nghe triệu mà tới. Đời 35 Bắc Mang thần Thạch Phá Linh nghe triệu mà tới. Sát tộc thần tướng Sát Bách Hoa nghe triệu mà tới. Chiến tộc thần tướng Chiến Không Liệt nghe triệu mà tới. Càng nhiều cảm ngộ còn tại hiện lên. Cuối cùng, Ninh Phạm hết thảy thu hoạch 12 phần chuẩn thánh cảm ngộ, 58 tên tiên đế cảm ngộ, tiên vương phía dưới cảm ngộ càng là vô số. Những cảm ngộ này cũng không phải là không có chút nào căn cứ xuất hiện, mà là đáp lại nội tâm của hắn đạo niệm mà đến, cho nên tất cả cảm ngộ đều cùng hắn giờ phút này nhu cầu cùng một nhịp thở. Tiếp núi là, Ninh Phạm thức hải có hạn, không cách nào hoàn chỉnh giữ lại tất cả cảm ngộ, chỉ có thể sang phùng khứ giảng, lưu lại trọng yếu nhất tinh hoa lại bắc mang quốc sơn hải đã tàn phá nếu không ninh phàm còn có thể thu hoạch càng nhiều lại hoặc là nếu như nơi này không phải bắc mang quốc mà là đạo mang sơn sáng tạo cổ mang giới chỉ sợ cũng ngay cả thánh nhân cảm ngộ ninh phàm đều có thể thu hoạch được rất nhiều phần thậm chí khả năng thu hoạch được đạo mang sơn tiền bối hoang thánh cảm ngộ mang thần quyền hành khủng bố như vậy thành đế cần thiết thiên tài địa bảo nam kha cho rất nhiều thành đế kinh nghiệm ninh phàm từ bắc mang sơn hải ở giữa chơi miễn phí rất nhiều thành đế tâm ma đã giải quyết hãy còn khiếm khuyết chính là pháp lực độ tĩnh khiết cùng đế khí nhưng ninh phàm lấy được rất nhiều thành đế trong cảm ngộ căn bản không thiếu tăng lên pháp lực độ tinh khiết phương pháp chính là hắn vừa mới lĩnh ngộ thái cực sinh diệt chân truyền cũng có chiết xuất pháp lực thần hiệu về phần đế khí thành đế chí ít cần một ngàn đạo đế khí nhưng ninh phàm chỉ có một đạo tuy nói đế khí này thắng qua người bên ngoài 300 đế khí. Nhưng vẫn là không đủ. Ngay cả thần hư các thần không đại đế đều tu có 3.000 đế khí, nên phàm cảm thấy mình làm sao cũng phải tu cái 3.000 đế khí, mới có thể không yếu tại người. Thu được rất nhiều thành đế cảm ngộ về sau, nên phàm có quá nhiều biện pháp có thể tăng lên đế khí. Mà tại tất cả biện pháp bên trong, thích hợp nhất tại dưới mắt biện pháp, là trực tiếp luyện hóa âm dương nhị khí tăng lên đế khí người bên ngoài thành đế lúc, không có điều kiện sẽ hao phí năm tháng dài đằng đẳng phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, có điều kiện thì sẽ tìm cầu âm dương giao hội chi địa, đều là vì làm cho đế khí tiến thêm một bước. Âm dương là nhật nguyệt ảo ảnh, nhật nguyệt là âm dương thực hình. Phàm tiên đế người, tất lấy tự thân đế khí phun ra nuốt vào âm dương, chính là có thể nhảy ra ngũ hành, tiếp theo ngăn cách thiên nhân ngũ suy, thành tựu đại la kim thân. Viễn cổ đệ nhị đồ sở dĩ có giúp người thành để mỹ danh, chính là bởi vì trong đồ tích chứa âm dương đại đạo. Bây giờ, Ninh Phàm Thân có 4,6 triệu âm dương khí, hoàn toàn có thể xuất ra một bộ phận tu luyện để khí, lại hoặc là, hắn có thể học cái kia kim phù cung thủy tổ, cũng đi vẽ một bộ kim thiên hắc địa đồ đến phụ trợ thành đế. Kim phù cung thủy tổ được chứng kiến ngộ đạo thụ bên trong âm dương đạo tắc, liền có thể vẽ ra viễn cổ đệ nhị đồ, ninh phàm cảm thấy mình đạo ngộ tổng không đến mức yếu hơn đối phương, có lẽ vậy. được rồi, hắn họa kỹ thường thường, điểm này vô luận như thế nào không so được kim phù cung thủy tổ, dù cho đạo ngộ đầy đủ, hơn phân nữa cũng là vẻ không ra được. dù cho không có viễn cổ đệ nhị đồ, tại ninh phàm mà nói, thành đế cũng đã không tồn tại bất luận cái gì nang quan. hắn chỉ cần tìm một chỗ động thiên phúc địa bế quan năm tháng dài đằng đẵng, thành đế cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Vấn đề ở chỗ, Ninh Phàm không có cấp độ kia nhàn rỗi, bế quan khổ tu thành đế. Hắn cũng không có mấy ngàn mấy vạn năm thời gian không bị quấy rầy, bế quan ngộ đạo, bởi vì có vô lượng kiếp vân, từ đầu đến cuối khóa lại bắt mang quốc đám mây, làm ngày cày đêm. May mà Ninh Phàm lấy được thành đế kinh nghiệm bên trong, cũng có không bế quan liền có thể thành đế phương pháp. Mang tộc bên trong sát tộc, chiến tộc mang tu, liền thường thường mượn nhờ chỉnh chiến chém giết đến đột phá bình cảnh nhưng tại tu chân trong huyết hải trực tiếp tấn thăng tu vi, chính là thành để đều có thể tại trong chinh chiến nước chảy thành sông. Những này thành đế kinh nghiệm, trong lúc vô hình nhưng lại cùng ninh phàm sát âm dương, chiến âm dương âm thầm phù hợp, chính thích hợp dưới mắt đối kháng vô lượng kiếp hoàn cảnh lớn. Đương nhiên, lấy sát âm dương, chiến âm dương đến thành đế, độ khó là muốn so vũ âm dương, một âm dương thành đế cao hơn rất nhiều, những cái kia mới là ninh phàm cường hạng nhưng ai gọi hoàn cảnh lớn như vậy đâu, có biện pháp thành đế cũng không tệ rồi, nào có chọn chọn lựa lựa chỗ trống. Cái gì hoàng mỹ thành đế không hoàng mỹ thành đế, nên phàm căn bản không quan tâm, đây cũng là hắn cùng tử vi ma quân điểm khác biệt lớn nhất. Như vậy, mấy ngày sau, vô lượng kiếp tập kích lại một lần nữa đến. Lần này, trọn vẹn tới 32 con kiếp linh, lại tất cả đều là khuôn mặt mới. Càng đáng sợ chính là, 32 con kiếp linh, lại không có một cái thấp hơn chân huyết thất tinh, chính là cửu tinh đều có ba tên, theo thứ tự là cửu tinh vô lượng sư đà, cửu tinh vô lượng trấn minh tượng, cửu tinh ngũ sắc tước. Cái này ba cái cửu tinh kiếp linh, đều không yếu tại viễn cổ đại tu. Càng tại 32 con kiếp linh hiện thân đằng sau, càng nhiều kiếp vân xuất hiện ở bầu trời, những cái kia kiếp vân phía trên, lít nha lít nhíp đứng đấy kiếp binh, kiếp tướng, số lượng vượt qua 100 không không không, đều là chân tiên phía trên cường giả. Xem ra, Ninh Phàm nhiều lần đánh lui xâm phạm kiếp linh, rốt cuộc vẫn là chọc giận vô lượng kiếp, đối phương muốn động thật sự. Tất cả kiếp linh sát cơ, toàn diện lượt qua Bắc mang quốc bản thân, khóa chặt trên người Ninh Phàm diệt một cái Bắc mang quốc, căn bản không cần xuất động đại quân như thế, người ta chính là hướng về phía Ninh Phàm tới. Lúc này Ninh Phàm mới vừa vặn mượn nhờ đạo Pháp tự nhiên cảm ngộ, Đột phá chân huyết ngũ tỉnh mà thôi, tại chư kiếp linh trong mắt, thực sự nhỏ yếu đáng thương, không đáng giá nhắc tới. Chúng kiếp linh đều là ánh mắt màu đỏ tươi, linh trí thiếu thốn, chỉ có tu vi mạnh nhất vô lượng sư Đà Bảo lưu lại đầy đủ linh trí, dù sao hắn nhưng là chuyến này tuyên chỉ sứ giả. Phụng Thiên thừa vận vô lượng, chiếu viết, tội tu trương đạo, nhiều lần phạm thiên điều, nay nhiễu loạn vô lượng đao bình chỉ kiếp, xúc phạm thứ 10 tội lớn, tham thủ vô lượng theo luật xứng nhận vẫn thánh đang hình. Lại, tập sát kiếp sứ, xúc phạm thứ 9 tội lón các lục thượng bất thần, theo luật xứng nhận nhật xa liệt hình. Không sơn hải ti cho phép, dòng trộm cửu nghịch giới chỉ bí, tự ý nhập không thể gặp giới, không làm cho mà lấy âm dương sinh diệt, xúc phạm thứ 8 tội lớn trộm đoạt tiên cơ, theo luật xứng nhận phế đọa hoàng tuyển hình. Không khai thiên bản cho phép, một mình nắm giữ thứ khai thiên chỉ khí, xúc phạm thứ thất đại tội vọng cẩm binh họa, theo luật xứng nhận trảm tiên bêu đầu hình. Vốn nên bốn tội cũng phạt, nhưng niệm nó xuất thân thánh tông, cho nên mở một mặt lưới, đoạt nó linh trí, phê nó căng cốt, lưu nó kiếp huyết, vĩnh viễn đọa lạc vào kiếp linh. Tội tu trương đạo, có thể quỳ xuống tiếp chỉ tạ ơn. Vô lượng sư đã đứng tại cao cao đám mây, lãnh đạm nhìn về phía phía dưới không có ý nghĩa ninh phàm. Ninh phàm thì một mặt vẽ mặt không sao cả, đối phương nói một tràng, cái gì tham thủ vô lượng, lục thượng bất thần, trộm đoạt tiên cơ, vọng cầm thảm họa chiến tranh. Hắn căn bản không có nghe hiểu. Hắn cũng không phải chân giới tu sĩ, đối với chân giới thập đại tội không quen. May mà thiên nhân hợp nhất phía dưới, Ninh Phàm trong nháy mắt hiểu như thế nào chân giới thập đại tội. Đây là vô lượng pháp chỉ, chớ có sai lầm. Nếu không tiếp chỉ, thì thứ sáu tội lớn cự thụ thiên mệnh, ngươi cũng muốn xúc phạm, theo luật xứng nhận ngũ ngục sơn hình ninh phàm cảm thấy lần này tới vô lượng kiếp linh quá dông dài vô ý thức liền muốn tế ra nghịch hải kiếm một kiếm bổ đối phương pháp chỉ trực tiếp khai chiến ngược lại nhớ tới mình không thể làm việc lỗ mãn tại kế hoạch của mình bên trong muốn đối kháng số mệnh luân hồi chính mình nhất định phải diễn tốt mê ngữ nhân nhân vật cho thế nhân một loại cảm giác cao thâm khó dò võ lực không đủ thì không có khả năng dùng sức mạnh nhất định phải lừa gạt nhất định phải đánh lén nhất định phải để những cái kia cao cao tại thượng con mắt tin tưởng tại bắc mang quốc vô lượng kiếp phía sau còn có càng lớn nhân quả càng sâu xa hơn âm mưu sau bắc mang quốc bản thân càng đáng giá hủy diệt lại gặp mặt sư đà huynh ninh phàm nhắm mắt lại giống như lâm vào một loại nào đó hồi ức lại lúc mở mắt ra đã là ánh mắt vô hồn không một vật giống như thế gian hết thảy đều không đáng cho hắn chú ý chỉ ở ánh mắt rơi vào vô lượng sư đà trên thân lúc có một chút cảm xúc A. Vô Lượng Sư đà sững sờ, chưa bao giờ thiết tưởng kịch bản xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến cho hắn có chút không biết làm sao. Chờ chút. Cái này gọi Trương đạo nhận biết ta. Vì sao một bộ rất quen khẩu khí nói chuyện với ta? Vì sao ta không biết hắn, chẳng lẽ hắn là ta đọa là kiếp linh trước bằng hữu cũ? Đáng tiếc, chuyện cũ trước kia ta đã toàn bộ bỏ qua, không còn nhớ kỹ. Ngươi dù cho cùng ta có cũ Ta cũng không có khả năng nhớ tình cũ tha cho ngươi một cái mạng. Ta chính là vô lượng kiếp linh. Lục thân không nhận. Yêu nhất chính là giết thân diệt bạn. Không biết ngươi là ta bằng hữu cũ còn tốt, đã biết ngươi là ta bằng hữu cũ, ngươi càng là thê thảm, ta càng là vui thích, càng là khoái hoạt. Ha 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 ha. Đừng muốn cùng bản tọa kết giao tình. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tiếp chỉ cùng bọn ta một đạo về vô lượng sơn tạ tội, đọa là kiếp linh, hoặc là kháng chỉ bất tuân, năm tội cũng phạt. Đến lúc đó, vô lượng sư đà còn muốn lại nói dọa, Ninh Phàm lại thở dài một tiếng, đánh gãy hắn lý do thoái thác. Sư đà huynh, xem ra ngươi đã không nhớ rõ, ta phạm vào, đâu chỉ năm tội. Một tội tiên nghịch, hai tội cầu ma, ba tội tham đọa âm phủ, bốn tội tu chấp, năm tội thông yêu. Tinh tế đếm, mười tội ta đã phạm tận, Sớm đã không có đường lui. Ninh Phàm trống rỗng trong mắt, hình như có hồi ức chỉ sắc, cũng tại lúc này, tại trong bể khổ kinh lịch 43 thế cực khổ, tựa như thành hắn chân thực kinh lịch đồng dạng, vô tận cực khổ, tội nghiệp khí tức hiển hiện ở Ninh Phàm hai mắt. Viễn cổ thần linh, ma linh khí tức ẩn mà không phát, nhưng lại càng cho Ninh Phàm cảm giác cao thâm khó dò. Vô số từ Bắc Mang Sơn Hải ở giữa chơi miễn phí mà đến tu chân cảm ngộ, càng tại lúc này hội tụ tại ninh phàm trên thân khiến cho hắn không giống chỉ sống qua một thế mà giống như là sống qua ngàn thế vạn thế năm tháng dài đằng đẵng vô lượng sư đà nội tâm kịch chấn người này đến tột cùng là ai hắn cũng không phải trương đạo chẳng lẽ là có cái nào đó tồn tại cổ xưa đoạt xá trương đạo mới khiến cho làm ra rất nhiều lừa dối sự tình ngươi ngươi đến tột cùng là ai lại vì sao muốn quấy nhiễu vô lượng chi kiếp vô lượng sư đà cưỡng ép làm cho đạo tâm yên ổn lạnh giọng hỏi năm đó ngươi hỏi ta vấn đề này ta liền không cách nào trả lời bây giờ ngươi đọa là kiếp linh vấn đề này sợ là rốt cuộc tìm không trở về câu trả lời chân thật phu thiên địa giả vạn vật chi lữ quán vậy quan âm giả trăm đời chi tội khách vậy phù sinh như mộng sinh tử thật giả tịch diệt như trăng âm tình viên khuyết vạn vật bắt đầu tại mênh mông rốt cuộc hồng mông sinh mà vì linh c hết mà vì thần nhưng sinh tử chỉ là ta lưu cho thế giới hoang ngôn người hiểu ta vị ta mờ mịt không biết ta người vị ta thần nói tiếng người nghe không hiểu lão tử nghe không hiểu giết hắn giết hắn vô lượng sư đà mặc dù không rõ ninh phàm đang nói cái gì lại ẩn ẩn từ trong câu chữ cảm thấy đại khủng bố đại nhân quả không có khả năng dính dính không được hắn chỉ là một cái truyền chỉ tiểu bối. Hắn đối với thiên địa đại bí không có hứng thú. Trong đó nhân quả há lại hắn có thể biết được. Dù cho dù cho cái này trương đạo là ta bạn cũ, hôm nay cũng phải chết. Lão tử đối với thiên địa tuyệt không hài lòng, các đại nhân, các ngươi chơi vạn đừng cảm thấy ta cùng người này là đồng bọn a. Chúng kiếp linh thấy một lần sư Đà hạ đánh giết chi lệnh, đều là không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn phục tùng không hiểu là đối phương mặc dù nói nhảm không ngớt nhưng đến cùng cũng không có minh xác nói muốn cự tuyệt tiếp chỉ đi sao có thể trực tiếp liền giết đâu có chút không hợp quy củ a phục tùng là bởi vì không hợp quy củ liền không hợp quy củ thôi giết người bao vui vẻ giết 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 mắt thấy đại chiến hay là bột phát nên phàm khe khẽ thở dài ánh mắt khôi phục trước đó không có vật gì cũng vào lúc này 4,6 triệu âm dương nhị khí hóa thành âm dương ngư, vần quanh tại quanh người hắn du động. Trong chớp mắt, hắn liền tiến nhập thái cực sinh diệt thủy cảnh. Tu ra mấy triệu âm dương khí, hắn có thể bước vào thái cực sinh diệt thủy cảnh, chính là thủy thánh đều khó mà đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Thủy cảnh phía trên, còn có nếp cảnh, hoang cảnh, lúc này ninh phàm bất quá vừa mới tập được thái cực sinh diệt, tất nhiên là xa xa làm không được cấp độ kia cao thâm thao tác nhưng dùng để đối phó một đám thánh nhân cũng không phải vô lượng. Kiếp linh, thủy cảnh đã đầy đủ. Trống. Vô lượng sư đà gầm lên giận dữ, kim, đỏ nhị sắc sen lẫn sóng âm lập tức đánh xuyên thiên địa, hướng ninh phàm đánh xuống, càng có vô tận cổ sư quốc kiếp dân hư ảnh tung thấp giữa thiên địa, tụng cổ lão kiếp kinh. Kiếp này tiến kinh cùng một chỗ, ninh phàm liền cảm giác có vô tận thiên nhân ngũ suy chỉ khí ở thể nội hiện lên, dục thân lập tức bắt đầu mục nát, hóa thành bạch cốt âm u khí huyết cấp tốc suy bại đây là huyễn thuật tuy là huyễn thuật nhưng chân hư chỉ ở nhất niệm nếu không thể đem nó khám phá thì tất cả một nát liền sẽ trở thành chân thực giết người cũng chỉ tại trong nháy mắt ninh phàm lại con mắt bên trong thanh mang lóe lên trong nháy mắt phá hết sư đà huyễn thuật thậm chí còn đem huyễn thuật bắn ngược một chút phản hồi cho vô lượng sư đà nhưng còn lại kiếp linh công kích cũng đã đánh rớt trước người có ngũ thải chi quan có thể quét vạn vật. Có trấn binh chi lực có thể toái sơn hà. Có một trăm. Không 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 kiếp binh kiếp tướng kiếp thiểm hồng mang ở trong thiên địa trải rộng ra, hóa thành thánh nhân trận văn phong thiên tỏa địa, muốn đem ninh phàm tính cả toàn bộ bắc mang quốc triệt để tán nhập vô lượng chi khư. Càng có thứ 33 tên kiếp linh, đột nhiên xé mở không gian, từ ninh phàm sau lưng đánh lén mà đến. Đó là một cái vô lượng địa cự, đồng dạng có được linh trí, lại kiếp huyết đã vô hạn tiếp cận vương huyết cấp bậc, xâm nhiên miệng lớn cắn rơi, trong miệng địa cự chi sĩ tản ra phá diệt đại đạo pháp tắc, chính là thủy thánh đột nhiên bị tập kích, cũng phải bị cắn rơi một nguồn máu thịt. Chỉ này một kích, chính là công đức tán cũng khó có thể đều ngăn lại, huống chi còn có vô số kiếp linh hợp kích tất cả đều đánh rớt mà đến. Công kích ninh phàm đồng thời, vô lượng địa cự màu đỏ tươi mà hung ác nham hiểm ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng sư đà phương hướng nhìn một cái thân là kiếp linh thế mà đối với cố nhân hạ thủ lưu tình a à. việc này có cần phải báo cáo lại là vô lượng địa cử biết rõ sư đà huyễn thuật lợi hại dưới thánh nhân căn bản không ai có thể một ánh mắt phá vỡ huyễn thuật chỉ coi là sư đà nhớ tình cũ không có đối với bạn bè hạ tử thủ quả nhiên là kiếp linh sỉ nhục đối mặt vô thiên cái địa công kích Ninh Phàm không có làm ra bất luận cái gì ứng đối, hắn phản phất đứng tại sinh cùng diệt chỗ giao giới, đứng tại trong truyền thuyết cửu nghịch giới giao hội chỉ địa. Thế giới trong mắt hắn, cũng hoàn toàn không phải lúc đầu bộ dáng, chỉ còn lại có trắng hay đen hai loại nhan sắc xen lẫn. Tiến về phía trước một bước, thì có thể bước vào mênh mông sương trắng thế giới, thì có thể sinh sôi không ngừng. Lui lại một bước, thì có thể trở về vạn cổ đêm dài thế giới, thì có thể trường. Tịch diệt nhưng Ninh Phàm đã chưa hướng về phía trước, cũng không hướng về sau, chỉ cúi đầu nhìn xem dưới chân sâu không lường được nơi tụ tập chỉ hải. Sau đó, khiến cho thân thể hướng phía vô sắc vô tướng im ắng không cách nào nơi tụ tập chỉ hải hung hăng đắm chìm. Đây là mười phần duy tâm hình ảnh, nhưng nguyên nhân chính là nó duy tâm, mới ẩn ẩn thấy được thế giới một tia bản chất. Cũng từ thế giới bản chất bên trong, mơ hồ thấy được chính nơi siêu thoát tại số mệnh luân hồi thế giới cửu nghịch giới đó là chỉ có nghịch thánh mới có thể hoàn mỹ dung hợp thế giới ninh phàm không cùng cửu nghịch giới dung hợp tư cách hắn chỉ là một cái khách qua đường ngắn ngủi đến cũng đem rất nhanh rời đi không thể nói là nói không thể cầu là mệnh mà ninh phàm đắm chìm phương hướng là bị vô số hồng hoang cổ thú sở trong giữ không thể gặp thế giới những hồng hoang cổ thú kia như lâm vào an nghỉ nhưng nếu cảm giác được kẻ tự tiện đi vào thì sẽ từ an nghỉ bên trong thức tỉnh nhưng ở thái cực sinh diệt ảnh hưởng dưới ninh phàm cũng không gây nên các cổ thú phát giác tùy tiện liền chìm vào không thể gặp thế giới đây là hắn lần thứ ba chìm vào mảnh thế giới này hai lần trước hắn là mở ra trì quốc vô địch tiến vào mà lần này là lấy thái cực sinh diệt thủ đoạn đến chỉ có hai loại người sẽ không bị không thể gặp giới hồng hoang cổ thú công kích hoặc là người tới tồn tại sáng chói đến cực hạn như một tôn thái dương thần thánh không thể nhìn gần loại tồn tại này, các cổ thú là không dám trêu chọc. Hoặc là, người tới đã không tồn tại ở thế, đã bị thế giới xóa đi, cho nên cổ thú không cách nào nhìn thấy vốn không tồn tại người, từ cũng sẽ không ngăn trở. Lúc này Ninh Phàm, tự nhiên không cách nào làm chính mình như nghịch thánh đồng dạng lập lòe. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bước vào diệt cảnh, đem chính mình tồn tại ngắn ngủi xóa đi, như vậy liền có thể lấy một loại phương thức khác, ngắn ngủi tiếp xúc mảnh thế giới này. Thời gian không có ý nghĩa. Từ mở ra thái cực sinh diệt, đến triệt để chìm vào không thể gặp thế giới, Ninh Phàm cảm giác kinh lịch thời gian, so trong khổ hải 43 kỷ luân hồi đều muốn dài dằng dặc. Mà ở chúng vô lượng kiếp linh trong mắt, Ninh Phàm phản phất chỉ trong nháy mắt, ngay tại sinh diệt ở giữa hoán đổi vô số lần. Thế là, tất cả công kích đều là từ Ninh Phàm thân thể xuyên qua, lông tóc không tổn hại liền ngay cả 100. Không 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 kiếp bình cưỡng ép thao diễn thánh nhân trận văn, cũng không làm bê, kỵ thương ninh phàm nửa điểm. Những cái kia đánh hụt công kích, thì như đạn lạc đồng dạng, trong nháy mắt liền ở trong kiếp linh tạo thành không nhỏ sát thương, nhưng lại ngay cả ninh phàm một mảnh góc áo đều chạm đến không đến. Không tốt. Kẻ này lại chuyên dùng cửu nghịch cấm thuật. Lại lần này, mạng hắn đèn không tổn hao gì, khí tức kéo dài mà tử tịch vô lượng địa cự rung động khó tả, người trước mắt rõ ràng chỉ là chân huyết ngũ tỉnh, vì sao thần thông quảng đại như vậy? Mà khi Ninh Phàm triển khai xích vi đạo Pháp, cũng lấy sinh cảnh đem xích vi đạo Pháp vận chuyển tới cực hạn, lập tức liền có một tôn đủ để thôn vệ tinh không to lớn xích vi hoa, xuất hiện tại Bắc Mang Quốc ở giữa. Ninh Phàm ngồi ngay ngắn xích vi hoa phía trên, đạm mặt lạnh lẽo nhìn lấy chư kiếp linh, như xem sâu kiến. Lần này vô lượng kiếp, là ta cùng tử vi thành thánh chi tranh ai ngăn ai chính là ta xích vi đạo pháp một đời chi địch cái gì tử vi xích vi việc này đến tột cùng trong lúc nhất thời chớ nói vô lượng địa cự sư đà hoảng sợ liền ngay cả âm thầm rình mò bắt mang quốc quần thánh chư nghịch cũng không ít cảm nhận được trung động ngoài ý muốn nhưng cự sư đà các loại kiếp linh đương nhiên sẽ không bởi vậy liền lui bước thế là đại chiến tiếp tục cuối cùng lại là ninh phàm lấy lực lượng một người, công chúng kiếp linh hóa thành xích vi huyết hải. Ta xào sư phụ ngươi. Bí mật quan sát xích vi sắc mặt nhất thời tối sầm lại, chửi ầm lên đứng lên. Hắn rốt cuộc biết tiểu tử này dự định như thế nào đối kháng số mệnh luân hồi, tiểu tử này dự định lấy trộm lão phu thân phận làm mưa làm gió, dùng lão phu đến đỉnh bắc mang quốc khổng lồ nhân quả, chấn nhiếp quần thánh chư nghịch. Lão phu lúc nào cho phép tiểu tử ngươi lấy trộn lão phu thân phận cùng quần thánh chư nghịch kết nhân quả. Xích vi thanh âm, trong nháy mắt truyền vào ninh phàm trong tai. Xích vi người tê. Mặc dù hắn không sợ cùng quần thánh chư nghịch kết nhân quả, thậm chí ước gì ninh phàm đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn cho phép người khác lấy trộn thân phận của hắn A. À. Liền xem như bằng hữu thân thiết đi nữa, cũng có không có khả năng chia sẻ đồ vật có được hay không nếu như đối phương định lấy thân phận của ngươi đi phiêu xương xong việc nợ bí mật đơn lại gửi đến trên tay của ngươi ngươi có thể tiếp nhận cái này ai có thể tiếp nhận a à, phản bối lúc nào lấy trộm tiền bối thân phận ninh phàm một bộ mười phần vô tội khẩu khí ngươi chỗ nào không có lấy trộm ngươi chỗ nào chỗ nào đều lấy trộm tiền bối hảo hảo hồi tưởng một chút ta có hay không chỉ nói lần này vô lượng kiếp là ta cùng tử vi thành thánh chi tranh, ai ngăn, ai chính là ta xích vi đạo pháp một đời chi địch. Ta xác thực dự định mượn dùng tử vi vô lượng kiếp đến cho chính mình thành thánh A, lời ấy không có bất kỳ cái gì nói dối thành phần. Nếu có người ngăn ta, ta liền sẽ dùng xích vi đạo pháp hung hăng đối phó hắn, đây chỉ là trần thuật sự thật thôi, cũng không có đôi câu vài lời nói chính ta chính là xích vi A. Sao là lấy trộm thân phận nói chuyện? Họa tào tiểu tử này nói thật có đạo lý a à, ta nếu là cái ngốc khuyết ta coi như thật tin xích phi im lặng đến cực điểm vô luận như thế nào tên tiểu tử thúi này đều là mình cùng tử đấu vất vả bồi dưỡng người nối nghiệp đừng nói ninh phàm chỉ là bắt hắn danh hào làm văn tự trò chơi dù cho thật lấy trộm thân phận của hắn làm sàng làm bậy hắn cũng chỉ có thể nhận a à. hắn sớm tại lần thứ nhất gặp ninh phàm lúc liền biết ninh phàm trên thân bị người định ra đạo duyên kiếp sinh ra chính là hố sư phụ mệnh cho nên vô luận như thế nào đều không thừa nhận kẻ này là chính mình đồ nhi nhiều nhất chỉ thừa nhận là nửa đồ nhưng không ngờ chỉ là nửa đồ mà thôi cũng sẽ bị gài bẫy đạo duyên kiếp thật sự là đáng sợ a à. nhưng vô luận như thế nào kẻ này đều là tu ma lương tài ánh mắt của hắn sẽ không sai không từ thủ đoạn mới là ma tu có cường đại thân phận không xuất ra đi cáo mượn oai hùng đó mới là đồ đần a à. nếu như làm việc lo trước lo sau nén giận, còn không bằng cạo tóc làm hòa thượng, lăn lộn cái rắm ma đạo. Ma là tốt ma, nhưng nếu có thể tại trộm nít trước cùng trưởng bối thông báo một tiếng, vậy coi như càng thêm hoàng mỹ. Ngươi nói rõ ngươi muốn trộm ta hào a, à, lão phu cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Trận này vô lượng kiếp, thế nhưng là tử vi thành thánh vô lượng kiếp, nếu là ngươi bốc lên ta xích vi danh hào, cuối cùng lại đem tử vi vô lượng kiếp quấy đến long trời lỡ đất, thành thánh có thiếu, ha 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 thật muốn nhìn xem tử vi hối tiếc không kịp biểu lộ. Nếu không có vốn là có dùng xích vi đạo pháp cùng tử vi hảo hảo đấu ý nghĩ, hắn như thế nào lại quanh co lòng vòng đem xích vi đạo pháp truyền thụ cho ninh phàm. Nhưng có một ít tranh giới cuối cùng, hạng cuối, hay là không dung vi phạm. Xích vi, ngươi dùng lão phu danh hào giết người gây chuyện có thể, nhưng không cho phép dùng lão phu thân phận đi phiếu dù che mưa cây nấm, giấy vệ sinh tảng đá. Đánh mất luân lý sự tình, dùng chính ngươi danh tự đi làm không thể chỉ tạc lão phu danh nghĩa ninh phàm rất muốn phản bác một câu tiền bối ta không phải ngươi nghĩ loại người này nhưng không hiểu không có gì lực lượng thế là đành phải trầm mặc sơn hải giới vạn thánh sơn vạn thánh sơn ở vào thời quan trường hà đầu nguồn nơi đây không nhận thời gian không gian ước thúc trường kỳ ở vào phong sơn trạng thái nhưng nếu là trong luân hồi có mới vô lượng kiếp xuất hiện núi này liền sẽ mở ra cũng tại trong núi tổ chức vạn tộc đạo quả đại hội. Thế gian bi hoang, cũng không tương thông. Đối với đồn khuyến mà nói có thể xưng tàn khốc tử vong, thường thường lại là một đám người khác tiệt trụ. Đối với ứng kiếp chỉ địa có thể xưng hủy diệt vô lượng kiếp, thường thường lại là vạn tộc, thánh tông chia các lợi ích sự tình. Trong luân hồi nhân quả, có nó dung nạp cực hạn. Đại đạo ba nghìn quyền hành, cũng có nó cố định số lượng. Một người thành thánh tất có ngang nhau số lượng nhân quả sẽ từ thế gian xóa đi, như vậy mới có thể làm cho luân hồi từ đầu đến cuối ở vào trạng thái thăng bằng. Chỉ cần vô lượng kiếp trong khe hở để lọc chút chất béo, đã đầy đủ vô số tiên, thánh ăn đến bồn đầy nồi đầy. Vô lượng là xuất phát từ công tâm hay là tư tâm, vạn tộc đạo quả đại hội đều có nó cử hành ý nghĩa. Giờ phút này vạn thánh sơn bên trên, một trận du quan vạn tộc, thánh tông lợi ích đạo quả đại hội, lại một lần cử hành. Vô số tiên tu đường xa mà đến, chỉ vì từ đó kiếm một chén canh, nhưng ở đến đằng sau, mọi người mới biết, lần này đạo quả đại hội có chút không giống bình thường. Cũng không phải là có tân kiếp xuất hiện, mà là có một trận sớm đã trần định cựu kiếp, bị người từ trong vô lượng chi khư mò đi ra, cần một lần nữa nghị định. Cái này nhưng là không còn cái gì chất béo có thể kiếm, một lời không hợp, cuốn vào trong đó, ngược lại khả năng mất cả chì lẫn chài lập tức liền có không ít người không quan hệ rời đi, không muốn cuốn vào việc này. Nhưng cũng có thật nhiều đã từng người đã được lợi ích ngồi không yên. Vạn Thánh Sơn dưới, Sư Đà Tôn Giả nhìn qua xa thông chân trời đường núi, chậm chạp không có đặt chân, thần sắc khi thì do dự, khi thì kinh nghi bất định, đầu ngón tay tung bay không chừng, giống như muốn suy tính thứ gì, lại cái gì đều tính không ra. Mây tên đệ tử đi theo Sư Đà Tôn Giả sau lưng, không rõ Sư Phụ đang sầu lo thứ gì, nhưng cũng không dám lắm miệng đến hỏi. Dường như quá tâm loạn như ma, sư đà tôn giả lại chưa cảm giác có người lớn đến gần sau lưng, thẳng đến người kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn mới một cái giật mình, chột dạ giống như đột nhiên quay đầu, đối diện bên trên một tấm đồng dạng che kín sầu lo với lớn mặt. Nguyên lai like là Trân Minh Huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, thấy là người quen, sư đà có chút nhẹ nhàng thở ra. Đại sự như thế, sao được không hiện thân, chỉ là ta giờ phút này giống như ngươi, nội tâm bất ổn, thực sự không dám leo lên vạn thánh sơn xem xét đến tột cùng. Trấn Minh tôn giả đồng dạng tại vạn thánh sơn bên dưới chân chờ không tiếng. Trấn Minh huynh nếu đã tới, chắc hẳn khổng quan huynh cũng nhanh đến đi. Sư đà nói, ngươi còn không biết sao. Khổng quan chết rồi, nghe nói khi đó hắn ngay tại thời quan trường hà thăm bạn, chợt có vô lượng huyết quan xuất hiện, đem hắn cuốn vào trong đó, đường đường tam giai chuẩn thánh, đúng là tại chỗ vẫn lạc. Trấn Minh Tôn Giả buồn bã nói. Cái gì? Khổng quan bị vô lượng huyết quan giết chết. Sư đà sắc mặt kịch biến. Như vậy họa sát thân, chỉ ở Bình Định lại luân hồi nhân quả thời điểm mới có thể xuất hiện. Thật chẳng lẽ có người nào muốn là một lần nào đó trần định vô lượng kiếp lật lại bản án không thành. Sư đà, Trấn Minh tiền bối. Mau mau lên núi đi, thầy ta nguyên thủy thánh nhân có việc thỉnh giáo chợt có một tên đạo đồng bay xuống núi đến đến xin mời sư đà hai người lên núi sư đà trấn minh hai người nghe chút đúng là nguyên thủy thánh nhân đến xin mời nào còn dám dưới chân núi do dự lúc này liền hướng trên núi bay đi lại tại lúc này chợt có đầy trời huyết quang xuất hiện tại đường núi trong nháy mắt liền hướng sư đà đánh tới mạng ta xong rồi sư đà sắc mặt trắng bệch hắn cũng không phải thánh nhân chỗ nào chống đỡ được vô lượng sơn nhân quả luật thường sư đà vốn cho là mình lần này hẳn phải chết lại có một cây phất trần đột ngột xuất hiện chỉ nhẹ nhàng phất một cái liền đem hắn chung quanh huyết quang quét tới thế là sư đà giữ được một mạng nhưng này trấn minh lại không được cứu chỉ bị huyết quang cuốn một cái nhất thời hóa thành hư vô giống bị sinh sinh từ thế gian xóa đi này phất trần hẳn là cứu ta chính là phất trần tôn tiền bối sư đà trở về từ cõi chết lập tức hướng phía phất trần thiên ân vạn tạ không cần cám ơn ta ngươi ngày xưa tại bắc mang quốc lúc sát nghiệp không nhiều đợi thoát đến vô lượng kiếp sứ thân phận trọng phong tiên bản đằng sau cũng không từ đây sự tình vớt nhiều ít chỗ tốt cho dù vô lượng luật thường thanh toán ngươi tối đa cũng bất quá là trọng thương mà thôi ta cứu ngươi không cứu ngươi cũng sẽ không chết một đạo hư ảo màu đỏ tươi bóng người bỗng nhiên xuất hiện vẫy tay một cái đem phất trần này chiêu đến trong tay người này nói hào phất trần tôn có được hoang thánh tu vi đồng thời càng là kiếp chủ khâm phong trần giới tứ đại trần vương người thứ ba phất trần tôn đồng dạng đi tới vạn thánh sơn chỉ vì hắn đồng dạng liên lụy qua bắt mang quốc vô lượng nhân quả nhưng lại không phải bản tôn đến đây vẻn vẹn giáng lâm một sợi phân thần thôi việc này nói cho cùng bất quá là có người muốn vì ngày xưa vô lượng kiếp lật lại bản án thôi có thể án này không phải dễ dàng như vậy lật đến, chính là coi là thật lật ra, với hắn lại có gì tổn hại. Hắn vốn không quan tâm việc này, thậm chí ngay cả một sợi phân thần đều chẳng muốn phái ra, nhưng ở nghe nói một chút tin tức về sau, nhiều ít vẫn là đối với chuyện này có một chút để ý. Xích vi, tử vi chỉ tranh A. Tại cái này tử vi không còn niên đại, nhưng lại có xích vi quay về luân hồi rồi sao? Chỉ là xích vi, năm đó ta có thể khiến tử vi đưa ngươi chém tới, bây giờ một dạng có thể đem ngươi tán nhập vô lượng chỉ khư. Chỉ tiếc, ta vốn cho rằng những này năm tháng trôi qua, ngươi mặc dù không cách nào nhập nghịch, chí ít cũng nên là cái thủy thánh niết thánh, bây giờ vẫn còn muốn mượn hư vô kiếp số, tới tìm cầu thành thánh chi pháp A, là ta quá xem trọng ngươi, hay là ngươi cố ý ẩn nấp tu vi thật sự, giấu tài, có mưu đồ khác. Phất Trần Tôn nội tâm suy đoán, sắc mặt lại là như thường, dẫn thiên ân vạn tạ sư đà tôn giả leo lên vạn thánh sơn tâm huyết bỗng nhiên dâng lên có loại bị người chửi rủa cảm giác thế là xích vi bấm ngón tay tính toán sau đó bó tay rồi nguyên lai là phất trần tiểu nhi đang mắng ta càng đem ta trở thành chưa thành thánh tiểu bối còn muốn lật tay đem ta trấn nhập vô lượng chỉ khư a à, chỉ là hoang thánh khẩu khí thật to lớn a à, nếu có cơ hội lão tử đứng đây bất động Nhìn ngươi làm sao đem ta đánh vào vô lượng chỉ khu. Vạn Thánh Sơn bên trên, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, có Chu Thiên tinh quang ôm dưỡng núi này, có Chu Thiên khí vận gia hộ núi này, có mấy trăm ức hương hỏa thế giới cung phụng núi này. Núi này ở vào thời quan trường hà đầu nguồn, luân hồi hải thủy đi qua đỉnh núi vô cùng chi môn, chảy ra, hóa thành một đạo sương mù tím thác nước thẳng treo trước núi. Thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, cũng tại chân núi chi nhánh thành ba đầu thời quan trường hà chư trường hà một đường chảy xuôi, lại sẽ phân ra vô số con sông. Nhưng vô luận trường hà xuất hiện bao nhiêu chi nhánh, những này nước sông cuối cùng đều sẽ cuối cùng chảy vào nghịch, vong nhị xuyên, nơi đó là thời gian cuối cùng, là lục đạo luân hồi chỗ. Thác nước khác một bên, một đầu màu tím đường núi nối thẳng đỉnh núi, chỉ là đường núi này cầu thang, cũng không phải là cho người bình thường hành tẩu. Trải đường gạch đá, cũng không phải là bình thường tiên liệu, mà là lấy khắp nơi đại thiên thế giới trực tiếp luyện hóa thành gạch cũng lấy chu thiên đại đạo tại trên gạch đá điêu khắc đường vân như vậy gạch đá kiến tạo đường núi mỗi một bậc cầu thang độ cao lại cao hơn thánh nhân đạo sơn khó có thể tưởng tượng phải là cỡ nào vĩ ngạn cự nhân mới xứng tại như vậy trên cầu thang leo núi hành tẩu thế nhân đem đầu này thường nhân không cách nào đăng lâm đường núi xưng là đạp thiên chi lộ sư đà là một đường bay lên núi hắn cái nào phối đi đạp thiên lộ hắn sợ trên đường một viên gạch thạch đều muốn nhỏ bé còn hắn mang đến mệnh tiên chân tiên môn đồ thì ngay cả phi hành lên núi cũng không xứng cho dù là hoang thánh tu vi phất trần tôn cũng không xứng ở trước mặt vạn thánh sơn thánh nhân cũng nhỏ bé như là một hạt bụi huống chỉ là mệnh tiên chân tiên đây không phải là phương diện vật chất lớn nhỏ mà là đạo cấp độ đạp thiên lộ hai bên đứng thẳng vô số thánh thiên trụ mà ở thiên lộ cuối cùng chính cái nghịch thiên trụ đứng vững ở trên đỉnh núi cổ kim bất diệt này chính trụ lại tên tiên hoàng cửu trụ cùng chu thiên tinh quang khí vận tương liên theo tam giới phương vị sắp xếp trần giới một trụ nghịch trần giới tam trụ sơn hải giới năm trụ mỗi cái thiên trụ đều ẩn chứa vĩnh hằng đại đạo nhưng có một tòa màu tím quan môn lại so tiên hoàng cửu trụ đều muốn càng thêm to lớn kỳ danh vô cùng chỉ môn có cuồng cuộn nước biển từ trong môn không ngừng chảy ra, có cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng luân hồi từ đó cửa tán đến bốn phương tám hướng. Môn này một chỗ khác kết nối với luân hồi chỉ hải, mà môn này tồn tại ý nghĩa chính là cân bằng luân hồi nhân quả, điều tiết biển cùng sông nhân quả kém. Nếu như thời quan trường hà trầm tích nhân quả quá nhiều, thủy vị lên cao, môn này liền sẽ giảm bớt ra lượng nước, trái lại thì gia tăng. Nếu là vượt qua người nào đó thành thánh vô lượng kiếp môn này liền sẽ như như vỏ đê tuôn ra cùng cuộn nhân quả, càng có rất nhiều luân hồi chỉ ngư ở trong nước sinh ra, một khi nhảy ra mặt nước, thì sẽ hóa thành luân hồi đạo quả, thờ ngoài cửa tu sĩ tranh đoạt. Không phải nghịch thánh, không cách nào đụng vào vô cùng chỉ môn. Giống như sư đà loại này ngay cả thánh nhân cũng không phải kẻ leo núi, tuyệt không có khả năng đỉnh lấy khổng lồ lực lượng luân hồi đi tới cửa trước, chỉ xứng cách làm kỹ luân hồi xa xôi khoảng cách, xa xa chim ngưỡng môn này một chút khi sư đà đến lúc sớm có rất nhiều tiên thánh nhân ngồi tại đây số ít người uống rượu trò chuyện với nhau đa số người thì trầm mặc không nói đang ngồi người từng cái khí vận gia thân quan mang không thể nhìn gần sở dĩ khí vận gia thân là vì làm dịu vô cùng chi môn khổng lồ luân hồi uy ác sư đà đồng dạng mở ra khí vận gia thân cũng tại khoảng cách vô cùng chi môn ngàn kỷ luân hồi vị trí tìm chỗ ngồi tọa hạ đây là khoảng cách vô cùng chi môn xa nhất chỗ ngồi có thể ngồi tại vị trí này, chí ít đều là tiên đế bên trong tuyệt cường giả, về phần những cái kia nhỏ yếu tiên đế thì chỉ xứng tại chỗ xa hơn ngoan ngoãn đứng đấy. Phất Trần Tôn là Hoang Thánh tu vi, trực tiếp cùng nơi đây mặt khác ba tên hoang thánh ngồi cùng nhau. Bốn tên hoang thánh ghế khoảng cách vô cùng chi môn chỉ có 400 kỷ luân hồi khoảng cách, nhưng cái này cũng không hề là Phất Trần Tôn cực hạn, hắn còn có thể cách vô cùng chi môn thêm gần, nhưng không có tất yếu như vậy nghĩ đến mặt khác ba tên hoang thánh cũng là tâm tư giống nhau sư đà đến về sau nơi đây thưa thất nói chuyện với nhau âm thanh ngừng lại sau đó hàng trăm hàng ngàn cường đại thần niệm đảo qua sư đà khiến cho hắn như có gai ở sau lưng đại khí cũng không dám loạn thở nơi đây cao thủ rất nhiều lại có vô cùng chi môn luân hồi lực quấy nhiễu lấy sư đà thị lực chỉ có thể nhìn mặt nơi đây số ít người khí vận đại đa số người hình dáng đều không nhìn thấy nhưng nơi đây có thể khám phá sư đà khí vận thân lại có rất nhiều. Sư đà tự thân khí vận chỉ là bác thải xuất đẳng cấp, bởi vì thân từ đạo hồn tộc di sơn tộc, lại tại trong tộc có hai màu tộc vận số lượng, cho nên biểu hiện tại phía ngoài là thập thải quan mang. Bực này khí vận thân rơi vào nơi đây trong mắt cao thủ, không thể nghi ngờ là mười phần nhỏ bé, dù sao nơi đây có được trăm ngàn thải khí vận thân người, vừa nắm một bó to, mà giống như nơi đây bốn tên hoang thánh thì không không phải một trăm không 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 màu trở lên khổng lồ khí vận thân bốn tên hoang thánh vĩ ngạn khí vận thân rơi ở trong mắt sư đà tựa như bốn tôn cự như bầu trời quan chỉ cự nhân mà sư đà rơi ở trong mắt tứ hoang thánh thì giống như một cái sẽ phát sáng đong đóm may mà đang ngồi đại đa số cao thủ sở dĩ mở ra khí vận thân chỉ là vì ngăn cản vô cùng chỉ môn lực lượng cũng không phải là cố ý ẩn tàng khí tức kể từ đó sư đà mặc dù nhìn không ra những người kia khí vận thân nói chung còn có thể nhìn ra những người này là ai đương nhiên cũng có số ít chục dạ hạng người ngay cả khí tức đều ẩn giấu đi những người này hơn phân nữa là cùng nơi đây những người khác kết có nhân quả cho nên mới giấu đầu lộ đuôi cũng là chẳng có gì lạ nơi đây tứ đại hoang thánh theo thứ tự là hỗn côn tọa hạ diệt đăng cổ phật thất sơn lục hải hoang thánh trần tôn tọa hạ phất trần tôn giả lục sơn ngũ hải hoang thánh Hồng Quân tọa hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lục Sơn Tứ Hải Hoang Thánh, Hoang Cổ tọa hạ Cổ Nguyệt Đại Thánh, Ngũ Sơn Ngũ Hải Hoang Thánh. Bốn người đều là chân giới tiếng tâm lừng lẫy đại thánh, lại chưa tận lực ẩn tàng khí tức, sư Đà tự nhiên biết rõ, liền ngay cả tứ thánh cao thâm tu vi đều là có chỗ nghe thấy. Biết Thánh Thủy Thánh cũng không ít, sư Đà liền không thể toàn bộ quen biết, nhưng cũng nhận ra một chút. Như là Sơn Hải chủ tọa hạ Công Dương Thánh, qua hoàng tọa hạ thái hành vương ốc nhị thánh ly tổ tọa hạ tịnh liên đại thánh các loại chư thánh sở dĩ tụ tập ở đây chỉ vì bắt mang vô lượng có biến cố căn cứ đã biết tình báo là có một cái lấy xích vi tự cho mình là người thần bí điều khiển có thể là đoạt xá hỗn côn môn đồ trương đạo cũng ý đồ là sớm đã trần định bắt mang vô lượng lật lại bản án lật lại bản án sự tình chợt nhìn không có ý nghĩa dù sao chính nghĩa đã đến trễ người chết lại không thể phục sinh. Nhưng nếu là thật làm cho người này lật lại bản án thành công, lúc trước một ít người đã được lợi ích, sợ là muốn trả lại lợi ích, thanh toán nhân quả. Người bị hại chưa hẳn có thể được đến bồi thường. Người được lợi là được có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Chư Thánh không tưởng tượng ra được kẻ nháo sự là xuất phát từ tâm tính gì, mới đưa vô số trước luân hồi bàn sắc lật ra đi ra, có lẽ, người kia thật cùng tử vi có một ít nhân quả lại có lẽ, nơi đây có thâm ý khác. Cho nên mới cần triệu người trong cuộc tra hỏi. Tứ hoang thánh bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên mở miệng. Sư Đà, ngươi cùng cái kia xích vi ở giữa có gì nhân quả, lại đều nói tới, chớ có lừa gạt. Sư Đà là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái người dẫn lên núi, tất nhiên là do hắn đặt câu hỏi. Không dám lừa gạt thánh nhân lão gia. Ta cùng cái kia xích vi, nửa điểm cũng không biết sư đà âm thầm kêu khổ trong lòng biết lời ấy người bên ngoài tuyệt sẽ không tin có thể đây chính là lời nói thật hắn không dám lừa gạt cái gì xích vi không xích vi ta thật sự không biết người này các đại nhân xin tin tưởng ta ngươi nếu không nhận biết người kia người kia vì sao cùng ngươi xưng huynh gọi đệ nguyên thủy lại hỏi biểu lộ thâm tàn tại khí vận quang mang phía dưới ngữ khí đồng dạng bình tĩnh khiến cho người nghe không ra hắn tâm tư hồi thánh nhân lão gia. Ta không biết a. À. Có lẽ, có lẽ là tiểu nhân chuyện cũ trước kia bên trong, cùng người này từng có nho nhỏ gặp nhau đi, nhưng những cái kia sự tình ta đều không nhớ rõ. Lại dù cho thật có chuyện này u, tiểu nhân đối với chân giới cũng thủy chung là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Tiểu nhân có thể phát hạ luân hồi đại thệ, tự chứng trong sạch. Sư đà cắn răng một cái, quyết định không thèm đếm xỉa. Ô! Ngươi thực có can đảm lấy lời thể tự chứng trong sạch A, à, nếu như thế. Lần này nói chuyện, lại không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là Hoàng Thiên Thánh Nhân. Đây là một tôn niết thánh, nắm giữ lời thể đạo thống một nửa, nghe Trúc Sư Đà muốn phát Luân Hồi Thể, nhất thời muốn tính toán thứ gì. Nhưng lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh sinh đánh gãy. Không ổn. Luân Hồi Đại Thể không có chút ý nghĩa nào, chính là kẻ này nói hoang. Đợi đến lời thể xác minh cũng là vô số tuế nguyệt đằng sau. Thấy mình tính toán còn chưa bắt đầu liền bị người đánh gãy, Hoàng Thiên Thánh nhân hơi có không vui, lại không còn nói cái gì. Hắn đắc tội không nổi nguyên thủy, lại nơi đây còn nhiều phù hợp nguyên thủy người, chúng vọng sở quy, có thể làm gì? Nguyên thủy đạo huynh lời ấy đại thiện. Chúng ta tới đây, chỉ vì giải quyết trần định vô lượng chi ác, tự nhiên tốc chiến tốc thắng. Cái gọi là lời thề cũng không phải tuyệt đối không thể làm ngụy, luận công tính lực, chẳng trực tiếp lấy vô cùng chi môn đến phán định sư đà nhân quả. Đại thiện, liền lấy vô cùng chi môn giải quyết việc này, đối với sư đà sư hồn độc ức. Việc này đối với sư đà mà nói cố hữu tổn thương, nhưng đại nghĩa trước mắt, làm gì tiếc thân, cùng lắm thì sau đó cho kẻ này một chút bồi thường là được. Được chuyện về sau, nhớ hắn 50 công đức như thế nào. Tán thành. Có thể tốt. Bốn phương tám hướng thanh âm truyền đến, mênh mông uy áp hội tụ vào một chỗ, như bất khả kháng nhất định dòng lũ, tùy tiện liền quyết định sư đà vận mệnh. Đáng thương cái kia sư đà chỉ là tam gia chuẩn thánh, kiên quyết phải thừa nhận thánh nhân mới dám tiếp nhận sự tình, hết lần này tới lần khác phản kháng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Hắn dưới chân núi do dự không tiếng không dám lên núi, sợ chính là trên núi chư thánh muốn dùng vô cùng chỉ môn đối với hắn sư hồn độc ức, kết quả là vẫn là không có tránh thoát đi. Căn cứ thà rằng tin là có, không thể tin là không nguyên tắc, chư thánh cuối cùng vận dụng vô cùng chỉ môn lực lượng, đem vô cùng vô tận lực lượng luân hồi đánh vào sư đà trong thức hải, cưỡng ép dò xét sư đà luân hồi ký ức. Cũng không phải là chỉ đọc còn tồn tại ký ức, ngay cả đã bị xóa đi ký ức có thể tìm kiếm đọc cũng không phải là chỉ đọc một thế luân hồi ký ức, ngay cả chư thế luân hồi ký ức cũng có thể tìm kiếm đọc. Bình thường cấp bậc sư hồn diệt ức, đối với tu sĩ mà nói chính là to lớn tổn thương, huống chỉ là lấy vô cùng chỉ môn đời đời kiếp kiếp sư hồn. Sư đà chỉ cảm thấy thức hải muốn nứt, lại loại kia vỡ vụn, cũng không phải là một thế thống khổ, mà là hàng trăm hàng ngàn thế sư hồn thống khổ diệp gia mà đến, trong nháy mắt liền đau đến hắn ông đầu kêu thảm, đau đến không muốn sống. Nếu không có chư thánh cảm thấy sư đà còn có tác dụng, lực thi chút viện thủ, sư đà thức hải sợ là chỉ là một cái trong nháy mắt, liền sẽ bị vô cùng chỉ môn sông thành phấn vụn, hắn vẫn còn đến trái lại cảm tạ chư thánh thiện niệm, cái này muốn thế nào nói rõ lý lẽ, chỉ có thể bất đắc dĩ. May mà sau đó sẽ có 50 công đức bồi thường, có thể, 50 công đức là cái gì, ta, là ai? Sư đà đang bản thân an ủi, ánh mắt bỗng nhiên mờ mịt cũng vào lúc này, vô cùng chỉ môn thả ra ức vạn tử quan, ở trong thiên địa ngưng tụ ra một mặt to lớn màn ánh sáng màu tím. Trừ cân bằng luân hồi nhân quả, mở ra đạo quả đại hội bên ngoài, vô cùng chi môn còn có một cái khác công dụng, đó chính là cưỡng ép phát ra một người luân hồi ký ức. Trong màn sáng, từng cái luân hồi đoạn ngắn chiếu phim lấy, đều là sư đà chẳng biết lúc nào kinh lịch, ngẫu nhiên xuất hiện. Dù sao sư đà không phải thánh nhân, không chịu nổi vô cùng chi môn sư hồn chỉ có thể bị động ngẫu nhiên phát ra ký ức không có năng lực chủ động phát ra kể từ đó chư thánh không thể không theo sư đà mênh mông luân hồi trong trí nhớ tìm kiếm cùng xích vi có liên quan nội dung có thể vốn cũng không tồn tại nhân quả muốn thế nào từ mênh mông trong luân hồi tìm ra đâu cùng sư đà quen biết vốn là chỉ là ninh phàm rải hoa ngôn mà rải hoa ngôn chi phí cho tới bây giờ đều là rẻ tiền cái gọi là bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, ngươi không bác bỏ tin đồn còn không được, trầm mặt sẽ bị xem như ngầm thừa nhận, cãi lại lại sẽ bị người xem như giảo biện. Hết lần này tới lần khác việc này hư hư thực thực liên quan đến ngập trời nhân quả, lại thị phi ra không thể, nhất định phải tra ra manh mối. Thế là chư thánh vì thế bôn ba, sư đà vì thế chịu khổ, mà hết thảy này, đều là đến từ ninh phàm ác ý. Muốn tẩy trắng một ao nước bùng rất khó. Nhưng muốn đem một ao trong suốt chỉ thủy quấy đục, cũng rất đơn giản. Chỉ có đem luân hồi quấy đục, mới có cơ hội tại trước mắt bao người, đục nước béo cò. Tại lực lượng luân hồi cọ rửa dưới, sư đà tôn giả trên thân xuất hiện nghiêm trọng luân hồi phân ly triệu chứng. Hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt trở nên trống rỗng mờ mịt, ký ức trở nên hỗn hỗn độn độn, ý thức cùng thân thể có phản phất sinh ra cách ngăn, có loại khó mà hợp nhất tách rời cảm giác vô tận huyễn tưởng ý nghĩ sằng bậy ở trong lòng sinh sôi tình cảm cùng nhân cách lại như là bị người cưỡng ép tước đoạt không hề bị bản thân chỉ phối thế là giờ khắc này sư đà đi tới thiên nhân hợp nhất mặt đối lập thiên nhân phân ly cũng một chút xíu hướng phía tách rời cực hạn thiên nhân vĩnh cách tiếp theo thiên nhân hợp nhất tu đến cực hạn có thể thấy rõ quá khứ tương lai nhân quả thiên nhân phân ly đến cực hạn thì sẽ như mù loà đồng dạng cái gì cũng thấy không rõ cái gì đều không thể lý giải. Sư đà cảm giác mình ý thức nhẹ nhàng, bị vô tận lực lượng luân hồi hút vào đến trên bầu trời màn ánh sáng màu tím. Hắn không còn nhớ kỹ chính mình là ai, cũng không còn nhớ kỹ cái gì vạn thánh sơn, vô cùng chỉ môn, bắt mang vô lượng kiếp. Ý thức rất nhẹ, rất nhẹ. Chung quanh nhưng đều là mênh mông luân hồi chi vụ, cái gì đều không nhìn thấy. Đi tìm, đi tìm, từng cái thanh âm lạnh lùng ở bên tai thúc giục. Ai đang thúc giục gấp rút ta? Muốn đi tìm tìm cái gì? Không biết, cái gì cũng không biết. Đi tìm, xích vi. Xích vi. Ai là xích vi? Không biết, nhưng phải đi tìm kiếm, nếu không những âm thanh này sẽ một mực tại ý thức chỗ sâu liếu lo không ngừng. Sư đà rất sợ những âm thanh này, mặc dù hắn không nhớ rõ, chính mình vì sao e sợ. Chợt có một đạo quan mang, phá vỡ trùng điệp sương mù tím, chiếu vào sư đà hai mắt. Sư đà khẽ giật mình, sau đó mờ mịt hướng phía quan mang chỗ bay đi. Không biết bay bao lâu, quan mang bỗng nhiên trở nên chướng mắt, hết thảy trước mắt cũng theo đó trở nên sáng tỏ thông suốt. Đập vào mặt, là so chân giới nồng đậm mấy lần hồng hoang linh khí. Sư đà ngắm nhìn bốn phía, phát giác giờ phút này thân ở chỉ địa, là một chỗ không biết tên tiên đảo. Ngoài đảo là thu thủy trường thiên một màu, ở trên đảo là bích đào đang hạnh đủ phương, khói ráng tràn ngập, tùng bách trường thanh. Nơi đây, đạo đức quan hoa phi tử sương mù, tiên thiên vô cực nôn thanh phân. Tiên đào tiên quả, khỏa khỏa phản phất giống như kim đan, lục dương liễu xanh, từng cái từng cái hoàn toàn giống ngọc tuyến. Hoàng hạt minh nghiệp, thanh loan bay múa, hồng trần tuyệt tích, liệt tiên vãng lai. Một tòa tiên cung xây ở trong đảo, tên Bích Du Cung. Cơ hồ là sư đà nhìn thấy này tiên cung trong nháy mắt, chung quanh hình ảnh lập tức biến ảo đứng lên. Ý thức của hắn trực tiếp xuất hiện tại trong cung điện. Trong điện, một tên thánh nhân ngay tại giảng đạo, mà sư đà, chỉ là tùy thị một bên cái nào đó tiểu tiên. Nghe không rõ, nghe không rõ thánh nhân kia đang nói cái gì. Nhưng, nhất định phải nghe. Có vô số cái thanh âm thúc giục chính mình, đi tìm xích vi, có lẽ thánh này lời nói, sẽ nâng lên ai là xích vi. Lại hoặc là, thánh này chính là Xích Vi. Sư Đà cực điểm cố gắng, rốt cục, hắn nghe rõ thánh nhân ngôn ngữ. Thần châu số trời đã định, vô lượng phong thần sắp tới, bích du cung từ hôm nay trở đi bế cung dừng giảng, ngươi các loại hạ thấp thân phận thủ phân, chớ gây sát kiếp tới người. Sau đó đóng chặt cửa động, tĩnh tụng hoàng đình ba hai quyển, chớ ném tay thổ, phong thần đài trên có danh nhân. Cầu thủ, ngươi, đang nghe à. Thánh nhân lão gia ánh mắt, bỗng nhiên chuyển hướng sư đà cách vô tận luân hồi sư đà thấy không rõ dung mạo của đối phương nhưng lại chẳng biết tại sao cảm thấy thanh âm của đối phương rất cảm thấy thân thiết lại không rõ vì sao vị này thánh nhân lão gia là ai cầu thủ lại là người nào là đang gọi ta a à? phong thần vô lượng lại là vật gì phong thần phong thần có lẽ nhớ tới phong thần là vật gì liền có thể tìm tới xích vi cắt đứt hình ảnh thay đổi một cái nơi đây bí ẩn không thể chảy ra nếu không chính là tiên nghịch tội lớn vô số thanh âm lại tại lúc này trở nên sợ hãi đứng lên trong chớp mắt trước mắt tất cả hình ảnh biến mất biến trở về sương mù tím mênh mông thế giới sư đà ánh mắt lại lần nữa mờ mịt trước đó phát sinh hết thảy tựa như chưa từng phát sinh qua hắn cái gì cũng không nhớ rõ đi tìm xích vi không cần tìm không quan hệ đồ vật vô số thanh âm bất mãn nói. Sư đà e ngại những âm thanh này, dù cho không biết Xích Vi là ai, hắn cũng không thể không từ. Chỉ có thể đi tìm. Thế là ý thức lại đang mênh mông trong sương mù tím phiêu đảng đứng lên. Tung bay tung bay, trước mắt sương mù tím bắt đầu tiêu tán, hiện ra một chỗ kim thiên hắc hải thế giới. Vô số tỳ khâu chúng ở thế giới này thành kính tụng kinh lấy văn thù sư lợi phát nguyện kinh. Sư đà cái gì cũng không nhớ rõ, lại bản năng tìm một cái bồ đoàn, cùng những cái kia tỳ khâu chúng cùng một chỗ tụng lên kinh văn, không gì sánh được quen thuộc, không gì sánh được lạ lẫm. Một tụng kinh này, như tụng bát vạn tứ thiên thập nhị vi đà tàng kinh. Hai tụng, hộ pháp thiện thần ở tại trước. Lại một tụng, có thể trừ người đi đường hết thảy cực khổ. Hai tụng, trừ diệt ức kiếp sinh tử trọng tội. Ba tụng, tam muội hiện trước, bốn tụng, tổng cầm không quên, năm tụng thành vô thượng bồ đề. Sư đà tự hồ rất ưa thích loại này tụng kinh cầu Phật sinh hoạt, nhưng những cái kia thanh âm lại bất mãn. Đi tìm xích vi. Chớ lãng phí thời gian. Sư đà cực sợ những âm thanh này. Hắn không thể không rời đi bồ đoàn, tiếp tục tìm kiếm, rốt cục tại vô tận Phật thanh cuối cùng, tìm được một vị dáng vẽ trang nghiêm Bồ Tát. Chẳng biết tại sao, thấy một lần này Bồ Tát, sư đà bản năng dưới hông đau xót, ở trong hình như có to lớn nhân quả. Chờ chút, có thể hay không công này Bồ Tát chính là Xích Vi? Chẳng lẽ ta muốn tìm tới chính là hắn? Có yêu đế muốn hướng nghịch Trần Tây Hoang thành thánh, này vô lượng không thể coi thường, hết lần này tới lần khác hỗn côn tổ sư chi lệnh không thể trái. Thanh sư, ngươi vì ta tọa kỵ nhiều năm, chỗ thiếu nhân quả vẫn chưa thanh toán, nay nên hoàn lại. Thanh sư, là đang kêu ta sao? không đợi sư đà nghĩ rõ ràng trong đó nhân quả, vô số thanh âm lại lần nữa trở nên sợ hãi. Cắt đứt hình ảnh, giống như lại xúc phạm cái gì cấm kỵ, không thể không cắt. Thế là sư đà ý thức lại về tới sương mù tím bên mông thế giới, không còn nhớ kỹ chuyện lúc trước. Tại vô số thanh âm thúc giục dưới, hắn lại một lần đi tìm xích vi. Không biết truy tầm bao lâu, sư đà bỗng nhiên tìm được một đoạn cùng xích vi hơi có quan hệ luân hồi nhân quả sư đà huynh tha thứ ta không thể nào tiếp thu được hỗn cung thánh tông hảo ý nghịch không không phải ta nguyện ngộ không cũng không phải ta sở cầu chỉ là thế gian lý tưởng chắc chắn sẽ có ngàn vạn trở ngại cần cầm đấu chiến chi tâm mới có thể đánh tan tây du không phải ta bản ý chỉ là vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ yêu cẩu tiên học cái kia tử vi tiên hoàng tự chém xích vi ma linh nhưng ta cũng không bài xích tiên linh lộ đến trong lòng mong mỏi cổ có tiên tổ mệnh như kiêu dương chiếu khắp vạn cổ đêm dài ta không phải kiêu dương đèn như đong đóm nhưng cũng nguyện học tiên tổ ở trong bóng tối phát một chút ánh sáng sau đó như lại không có lửa đèn ta liền làm duy nhất ánh sáng là bất quy giả chiếu sáng đường về nhà lại là cái nào mê ngữ nhân đang nói chuyện chờ một chút ta tại sao muốn nói lại vì sao giờ phút này trong lời nói cho ta một loại đại khủng bố cảm giác vì sao muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta tự hồ. Cũng không nhận ra hắn. Tim ngay. Im ngay. Ta đối với thiên địa bí ẩn không có hứng thú, đừng nói cho ta. Nhưng may mà, ta rốt cuộc tìm được xích vi. Sư đã cho là mình hoàn thành vô số thanh âm giao cho mình nhiệm vụ. Nhưng không ngờ lại một lần đã dẫn phát vô số thanh âm sợ hãi. Cắt đứt. Đoạn này không có khả năng truyền bá sư tử này, sao đến còn cùng tử sơn đấu hải vị kia nhất lên nhân quả? Sao đến nơi nào có đại khủng bố, hắn liền hướng chỗ nào chui? Truyền bá tiếp theo đoạn. Thế là, tiếp theo đoạn luân hồi ký ức. Phụng thiên thừa vận vô lượng, chiếu viết, tội tu sư đà, dạy mãi không sửa, hai lần xúc phạm thứ 10 tội lớn, tham thủ vô lượng, theo luật xứng nhận song trọng vẫn thánh đang hình. Lại, cùng vô lượng đại yêu xưng huynh gọi đệ, xúc phạm đệ ngũ đại tội, thông yêu, theo luật xứng nhận 81 khó luân hồi hình. Nhưng niệm nó xuất thân thánh tông, cho nên mở một mặt lưới, đoạt nó linh trí, phế nó căng cốt, ban thưởng nó kiếp huyết, vĩnh viễn đọa lạc vào kiếp linh. Tham thủ vô lượng. Ta khi nào hai lần xúc phạm tội lón này rồi? Lại khi nào thông yêu? Nhớ không rõ, nhớ không rõ. Không đợi sư đà nghĩ rõ ràng, ký ức hình ảnh lại bị cắt đoạn này cũng không thích hợp truyền bá thế là người chiến công đã chọn nay có thể thoát ly vô lượng kiếp linh thân có thể là tân là thái thương kiếp linh có thể là trọng phong tiên bản đoạn này có thể truyền bá nhưng vô dụng vô số thanh âm tiếc núi nói vạn thánh sơn bên trên từng đoạn luân hồi ký ức tại màn ánh sáng màu tím bên trong phát hình nhưng mà những cái kia luân hồi đoạn ngắn hoặc là vô dụng hoặc là chính là vi phạm lệnh cấm hóa ra sư đà tiểu tử này, nhiễm đại nhân quả còn không ít lạc. Việc này là trùng hợp, hay là... Vô số lần phát ra về sau, chư thánh rốt cục lại tìm đến một đầu cùng xích vi dính dáng luân hồi ký ức. Chính là lần này trần định chi án bên trong, xích vi mượn trương đạo chi thân tế ra xích vi đạo pháp, đem kiếp linh đại quân hóa thành huyết hải một màn lại là hoàn chỉnh nghịch thánh đạo Pháp. Chư thánh đều là giật mình, nguyên bộ nghịch thánh đạo Pháp, liền ngay cả hoang thánh đều chưa hẳn có, người này hẳn là thực sự là. Lại hoặc là. Sư Đà Huynh, xem ra ngươi đã không nhớ rõ, ta phạm vào, đâu chỉ năm tội. Một tội tiên nghịch, hai tội cầu ma, ba tội tham đọa âm phủ, bốn tội tu chấp, năm tội thông yêu. Phu thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán vậy, quan âm giả, trăm đời chi tội khách vậy. Phù sinh như mộng, sinh tử thật giả, tịch diệt như trăng, âm tình viên khuyết vạn vật bắt đầu tại mênh mông rốt cục hồng mông sinh mà vì linh c hết mà vì thần thần Chư thánh một cái giật mình lập tức liền đem hình ảnh cắt đứt truyền bá không được nhưng có một việc đã có thể xác định cái này sư đà trên thân tuyệt đối có cái gì tồn tại vô thượng âm thầm mưu đồ việc này tuyệt không phải chúng ta có thể tự tiện làm chủ về phần cái kia hư hư thực thực xích vi người dù cho không phải xích vi cũng có cực lớn khả năng là cái nào đó tồn tại vô thượng trọng yếu bố cục một vòng lần này trần định chỉ án bị lật không thể nói trước lại là bước thứ tư nghịch thánh trong bóng tối đánh cờ lúc trước bắt mang vô lượng kiếp một chuyện là chưa nghịch cộng đồng quyết định khi đó lựa chọn xếp hàng coi như dễ dàng nhưng bây giờ lật lại bản án một chuyện chưa nghịch lại giống như ai cũng có âm mưu riêng phần mình tính toán cái gì cũng không có thống nhất ý kiến như vậy lại là không tốt xếp hàng không tốt tỏ thái độ chẳng biết tại sao tại tận mắt nghe được xích vi lời đã nói ra về sau nguyên thủy thiên tôn cảm giác mình nửa bên đầu lâu truyền đến ẩn ẩn đau đớn hình như có nhân quả cùng xích vi người này có quan hệ trên thực tế sớm tại chạy đến xử lý án này trước kia nguyên thủy thiên tôn đã tâm huyết dân trào cảm thấy một tia nhân quả hắn cố ý tiếng về đạo linh thế giới xin chỉ thị tổ lấy được đáp án lại là này trấn định án ngươi có thể tự hành làm chủ cái gì gọi là tự hành làm chủ nói dễ nghe là có quyền tự chủ khó mà nói nghe chính là nhân quả tự phụ tổ sư thái độ rất vi diệu tự hồ vô cùng kiên kỵ án này lợi ích không đủ nhân quả quá cự không muốn trực tiếp cuốn vào mới đầu nguyên thủy thiên tôn không rõ nguyên do trong đó bây giờ lại ẩn ẩn đoán được một chút lần này trần định án có lẽ thật liên lụy bước thứ tư nhân quả lấy tổ sư đối với trần kiếp kiên kỵ là sẽ không vì chỉ là trần định sự tình tự ý kết nhân quả kể từ đó áp lực liền cho đến nguyên thủy thiên tôn bên này nhân quả tự phụ mà nói mang ý nghĩa một khi làm sai lựa chọn cái này khổng lồ bước thứ tư nhân quả khả năng liền muốn rơi xuống trên đầu mình thánh nhân sẽ nuôi kim tiên môn đồ tiên đế tại thời điểm tất yếu cản kiếp Kim Tiên cũng sẽ nuôi môn đồ vì chính mình cản sát kiếp, nhưng ai nói thánh nhân liền không thể vì nghịch thánh tổ sư cản kiếp đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút mặt khác ba tên hoang thánh, phát giác tam thánh trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có sầu lo. Xem ra mọi người tình cảnh đều không khác mấy, nghịch thánh bối phận đều không muốn cuốn vào việc này, chỉ có thể đồng lứa nhỏ tuổi chống đỡ. Liền ngay cả ngay từ đầu hứng thú cho phép mới đến nơi đây phất trần tôn, đều trở nên thần sắc ngưng trọng không đỉnh không được không đỉnh sẽ chọc cho nhà mình nghịch thánh không thích đính đến quá ác cũng không được không thể nói trước cuốn vào một trận tai họa hoang thánh cũng muốn lột da chúng ta nhất định phải ngăn cản người này vì bắt mang vô lượng lật lại bản án nhưng lại không thể dùng lực quá mạnh chư thánh chỉ ngắn gọn vài câu giao lưu trong nháy mắt ý kiến đã đạt thành nhất trí rốt cục vì thế lần bắt mang lật lại bản án một chuyện định ra lớn nhạt dạo Vạn Thánh Sơn bên trên phát sinh sự tình, Ninh Phàm tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại không phải toàn tri toàn năng, từ không biết được xử lý trần định án liệt tiên chưa thánh lúc này là cỡ nào tâm tình. Bản ý của hắn cũng chỉ là lôi ra xích vi tâm này đại kỳ, đến làm cho chân giới nghịch thánh kiên kỵ một hai, để tránh xuất hiện nghịch thánh cách không vượt qua một chưởng đem hắn diệt sát thổ huyết kịch bản. Khi bắt mang vô lượng kiếp phía sau có được quy mô lớn sát sinh tính nghịch thánh chỗ giữa lúc, mặc cho ai đều được hảo hảo ước lượng một hai, nghịch thánh cũng muốn cẩn thận, trần kiếp vừa mở, đó cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đương nhiên, Ninh Phàm cũng không cho là chỉ bằng một cái xích vi tên tuổi liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Xích vi danh hào, chỉ có thể cam đoan bắt mang quốc ván cờ này, đối phương sẽ theo dòng quy tắc trình cùng hắn hạ, nhưng mà muốn hạ thắng, lại là rất khó. Tại song phương đạt thành ăn ý, chưa ai dùng qua nghịch thánh điều kiện tiên quyết, ninh phàm vẫn cần cùng vô số cao cao tại thượng thánh nhân đánh cờ hắn phần thắng cũng không lớn thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ nhưng nếu không xích vi danh hào ninh phàm rất có thể liên đói tại bàn đánh cờ tư cách đều không có cho nên mới cần phải gạt. muốn để đối phương tin tưởng ta có được quy mô lớn tính sát thương nghịch thánh dù cho ta kỳ thật không có ninh phàm đối với xích vi cảm nhận rất tốt dù sao học được đối phương đạo pháp nội tâm cũng đem trở thành nửa sư đối đãi nhưng hắn cũng không cho là mình thật chọc tới nghịch thánh lúc xích vi nhất định liền nguyện ý cứu giúp đối phương nguyện ý để hắn lấy trộm danh hào cũng đã là lớn lao tình cảm ninh phàm biết rõ chính mình không có quyền lợi cưỡng cầu xích vi cùng chân giới nghịch thánh kết thù mở trần kiếp hắn cũng không có ý định như vậy cứu vớt một trận hư ảo bắt mang vô lượng kiếp là chính hắn chấp niệm việc này cơ hội xa vời không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn hay là quyết ý đi làm, nếu như cuối cùng thất bại, cũng trách bất chấp mọi thứ người, chỉ tự trách mình thực lực không đủ. Thánh tử thí luyện nếu là tử vong, sẽ chỉ xê hết một sợi tâm thần. Nhưng bây giờ Ninh Phàm đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là chiến tử tại Bắc Mang vô lượng kiếp, rất có thể không chỉ là xê hết một sợi tâm thần đơn giản như vậy, nhưng hắn đã làm tốt giác ngộ, liền không có bất luận cái gì mê mang. Sau 9 ngày mới vô lượng đao binh xuất hiện. Lần này xâm phạm kiếp linh càng nhiều, khoảng chừng 64 tên chân huyết thất tinh phía trên kiếp linh, còn lại kiếp binh kiếp tướng lại có 200. Không 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 chi chúng. Lại tự hồ là bởi vì Ninh Phàm mỗi lần đánh giết vô lượng kiếp linh về sau, đều sẽ nuốt địch tăng cao tu vi, lần này xâm phạm kiếp linh, từng cái trên thân đều gieo đạo hồn huyết tỏa, dù cho chiến tử cũng sẽ không lại có một chút điểm kiếp niệm tiện nghi Ninh Phàm là như thế số lượng đại quân đều tăng thêm đạo hồn huyết tỏa, cần bỏ ra không ít đại giới. Nhưng vì phòng ngừa ninh phàm dựa vào vô lượng giết chóc trực tiếp đột phá vương huyết kiếp linh, bất kỳ cái gì đại giới đều là đáng giá. Vô lượng kiếp hủy diệt hết thảy quyết tâm là chăm chú. Nhưng ninh phàm thủ hộ bắt mang quốc quyết tâm, cũng là chăm chú. Lần trước thôn vệ sư đà các loại kiếp linh về sau, ta khoảng cách đột phá chân huyết lục tinh đã không xa, nhưng nếu đằng sau đến kiếp linh đều như vậy gieo xuống đạo hồn huyết tỏa, chân chính đột phá ngày sợ là sẽ không bao giờ. Cũng may Ninh Phàm đã sớm đoán được vô lượng kiếp sẽ không một mực mặt người chiếm tiện nghi, cho nên tuy có tiếc nuối, nhưng cũng trong dự liệu. Tuy có tin tức xấu, nhưng cũng có tin tức tốt. Tin tức tốt là, lần trước chính mình bộc quan, xích vi, thân phận về sau, quả nhiên tạo thành ảnh hưởng. Lần này vô lượng đại quân tới càng thêm hung mảnh, nhưng cái này hung mảnh không vượt ra ngoài vương huyết kiếp linh cấp bậc vô lượng kiếp là không cho phép cấp bậc thánh nhân tồn tại công nhiên can thiệp nếu không chính là tham thủ vô lượng chỉ tội đương nhiên như đối phương không tuân thủ quy tắc phái một cái thánh nhân thằng xui xẻo đến đây ninh phàm cũng là không lời nào để nói may mà đối phương tật cả hành vi còn tại trong quy tắc hiển nhiên cũng là có chỗ cố kỵ ninh phàm rõ ràng không biết vạn thánh sơn tình huống cũng không có cùng vạn thánh sơn chưa thánh nói chuyện với nhau nhưng lại mơ hồ đọc hiểu vô lượng kiếp thái độ đối phương dự định tại trong quy tắc xử lý kẻ nháo sự kể từ đó dù cho kẻ nháo sự phía sau thật có bước thứ tư nhân quả chỗ dựa cuối cùng cũng đem không lời nào để nói trống theo dẫn đầu vô lượng kim cả gầm lên giận dữ vô số công kích đánh về phía ninh phàm nhưng lại từ ninh phàm toàn thế giới đi ngang qua Ninh Phàm thân thể đang sinh diệt ở giữa chuyển đổi lấy, cũng tại sinh cảnh đạt tới cực hạn trong nháy mắt, tế ra 99 đầu Vũ Long, trưởng vị đại thành Vũ Ý hoàn toàn không đủ để huyển hóa như vậy số lượng Vũ Long, nhưng ở thái cực sinh diệt cảnh dưới, hắn Vũ Ý tạm thời đạt đến đạo Pháp nguyên lưu cực hạn. Giờ khắc này Ninh Phàm không phải Vũ trưởng vị đại thành, mà là Vũ đạo nguyên đại thành. Hỏi chính là mở. Mở thái cực sinh diệt cảnh. Tiến thêm một bước, liền có thể chạm đến vũ chi đạo thống. Đáng tiếc, vẻn vẹn thủy cảnh thái cực sinh diệt, không cách nào đem ninh phàm hắc cấp bậc tăng lên tới đạo thống đại thành trình độ. Nhưng cái này đã đầy đủ kinh khủng. Cái này 99 đầu vũ long đều là so bình thường càng thêm to lớn, cường tráng vũ long tùy tiện một đầu đều có thể so với bát tinh, cửu tinh kiếp linh. Đối phương có 6 bốn con kiếp linh, ninh phàm lại có 99 đầu vũ long chỉ luận chiến lực cao đoan nhân số, lại ngược lại là ninh phàm chiếm ưu một trận hỗn chiến lập tức bộc phát mỗi thời mỗi khắc đều có kiếp linh vũ long vẫn lạc lại có một cái kiếp linh không sợ vũ long là cái kia vô lượng kim ngao ngao này tự hồ đồng dạng nắm giữ một tia thủy hành đạo nguyên lực lượng cho dù là mấy cái vũ long liên thủ công kích lại đều không phá hết nó mai rùa nhưng khi ninh phàm một chỉ điểm tại ba ba vàng trên mai rùa này kim ngao trực tiếp trúng mỹ thuật một thân thực lực đi chính thành chính tùy tiện liền bị chém vết. Đây cũng là một con ngao cái, khó địch nổi Ninh Phàm Sinh cảnh cực hạn mỹ thuật. Ninh Phàm kiếm không có bất kỳ cái gì mê mang, đem một kiếm chém chết. Bởi vì hắn biết, này kim ngao không phải nàng. Không có chứng cứ, cũng không cần chứng cứ. Hắn hôm nay sẽ không lại nhận lầm. Mắt của hắn bây giờ có thể thấy được nàng trải qua hết thảy, đây là một đôi không nhận tâm ma chỗ nhiêu sinh cảnh hạ đạt đến thiên nhân cực hạn mắt. Có thể thấy rõ trời cao không thể chạm. Có thể thấy rõ biển sâu không lường được. Có thể thấy rõ chính mình nhỏ bé hèn mọn. Lên núi thành tiên, xuống núi làm người. Hắn giờ phút này đạo tâm, đã từng bước một đi tới dưới núi. Rõ ràng còn không có thành đế, nhưng mà nó tâm cảnh, lại trực tiếp vượt qua chặt đức đạo sơn, leo núi đỉnh núi tiên đế một bước, sớm tiến nhập xuống núi viên mãn chi cảnh. Đây cũng không phải là là thái cực sinh diệt cảnh mang tới ảnh hưởng, hắn chỉ là tại quét hình tâm ma đồng thời, cũng quét hết chư thế luân hồi tất cả mê mang. Người bên ngoài thành thánh, nhất định sẽ nhận đạo mờ mịt quấy nhiễu, đó là gian nan nhất đạo tâm cửa ải lớn, phá vỡ mờ mịt, phương e rằng thiếu tâm cảnh. Đinh Phàm thì không cần, đạo tâm của hắn đã mất đạo mờ mịt khó khăn quang, sớm đã không thiếu sót. Người bình thường tu đạo, kim đang lúc chém tâm ma hóa thần lúc chém phàm trần bỏ không lúc thái thượng vong tình thành đế lúc trảm đạo núi tới thành thánh cửa ải lớn lúc rốt cục đối mặt đạo mờ mịt nhưng lại cần tướng đến xưa kia bỏ qua đồ vật một thu hồi bù đắp viên mãn vô khuyết tâm cảnh đây là chiều nhặt triều hoa nếu vô pháp thu hồi qua lại thì không cách nào đạt thành không thiếu sót một cái viên mãn luân hồi vòng tròn lớn có thể nào xuất hiện bỏ qua cùng không trọn vẹn cho nên Tự đấu tiên hoàng mới nói tu sĩ trong lòng cần giải dụa, cần chấp niệm. Có người một thể bỏ qua, một đường nhẹ nhõm, nhưng đến cửa ải cuối cùng đạo mờ mịt lúc, lại biết gặp phải trước nay chưa có bình cảnh. Cũng có người một thế giải dụa, một đường long đong, nhưng rốt cục đi đến cửa ải cuối cùng lúc, lại phát hiện điểm cuối cùng đơn giản như là nước chảy thành sông. Chưa bao giờ bỏ qua, không cẩn thu hồi. Một trận giết chóc, cuối cùng vẫn là ninh phàm đắc thắng nhưng cũng có một chút kiếp linh công kích thương tổn tới hắn. Hiển nhiên vô lượng kiếp biết được hắn có thái cực sinh diệt chỉ năng, hay là làm ra một chút nhằm vào thủ đoạn. Giết chóc kiếp linh đại quân, cũng không có lại làm cho ninh phàm kiếp huyết tu vi tăng lên, nhưng sát âm dương, chiến âm dương lại tại vĩnh viễn trong chỉnh chiến, không ngừng tăng lên lấy. Sau 12 ngày, kiếp linh đại quân lại lần nữa đột kích, người cầm đầu là một đầu nửa bước vương huyết vô lượng sơn viên. Lại 14 ngày. Kiếp linh trong đại quân, xuất hiện hai đầu nửa bước vương huyết. Lại 16 ngày. Một tên hung danh hiển hách cổ chi đại đế xuất hiện ở kiếp linh trong đại quân. Lại ngày 19. Mấy tên cổ chi đại đế đồng thời vây công ninh phàm. Lại ngày 21. Lại 24 ngày. Vô lượng kiếp trụ bị kiếp linh đại quân, đồng dạng cần thời gian, muốn phái ra càng mạnh đội hình, liền cần nhiều thời gian hơn chuẩn bị đối với ninh phàm nhằm vào cũng là càng ngày càng rõ ràng ninh phàm có nhằm vào nữ nhân mỹ thuật đối phương thì càng nhiều phái ra giống đực kiếp linh ninh phàm có thái cực sinh diệt đối phương liền tế ra khắc chế sinh diệt chi thuật ninh phàm chuyên dùng xích vi lục đạo đối phương liền phái ra khắc tận hoa chi đại đạo trùng tộc cổ đế ninh phàm phát bảo cường đại đối phương liền phái ra chuyên dùng lạc bảo chỉ thuật cổ đế giới hạn trong vô lượng quy tắc đối phương có thể phái ra đội hình từ đầu đến cuối không có vượt qua cái nào đó hạng mức cao nhất nhưng ở không ngừng mà nhằm vào bên trong ninh phàm hay là chợt có dập nạn nhưng cũng tại thời khắc sinh tử làm sâu sắc lấy sát chiến hai chữ đạo ngộ vô lượng kiếp đội hình là có hạng mức cao nhất đáng giá ninh phàm thực lực lại tại càng đổi càng mạnh không ngừng đột phá chính mình hạng mức cao nhất tại vô lượng đao bình chưa từng xuất hiện thời gian bên trong ninh phàm trừ dưỡng thương chính là mượn từ Nam Kha lão tiên ngộ đạo trà quả, liên tiếp ngộ đạo thụ tu hành, chủ tu sát, chiến hai đạo. Trừ sát, chiến hai đạo, Ninh Phàm cũng sẽ phụ tu chút mặt khác đạo tắc, dùng cho bổ đủ 27 âm dương số lượng. Lấy Ninh Phàm bây giờ đạo ngộ, lại có rất nhiều đạo trà đạo quả cung ứng, muốn mới xây một loại trưởng vị tiểu thành đạo tắc, cũng không khó khăn. Về phần tại sao không chủ tu âm dương chỉ khí đến làm cho thái cực sinh diệt trở nên càng mạnh tự nhiên là ý thức giới bên trong chỉ có âm dương nhị khí đạo giới bị ninh phàm nổ rót. Từ nơi sâu xa, nhân quả Bumeren đánh vào ninh phàm trên mặt, không cách nào làm cho thái cực sinh diệt tiến thêm một bước, đem hắc trở nên lớn hơn. Điều này cũng làm cho ninh phàm kết nối ý thức giới lúc đó có chỗ thu liễm, không có thực lực nhất cử hủy đi tất cả ý thức giới trước, hay là không cần thỉnh thoảng nổ cái một hai ở giữa, việc này cũng không có thể giải quyết nam kha tiền bối khốn nhiễu, ngược lại khả năng tại một ngày cho mình tu đạo mang đến không cần thiết khốn nhiễu. Chờ ngày sau thực lực đầy đủ lúc, lại nhất cổ tác khí hủy đi tất cả đạo giới đi. Cũng không biết Ninh Phàm ý nghĩ Nam Kha, còn tưởng rằng Ninh Phàm rốt cục đã có kinh nghiệm, không khỏi lão hoài vui mừng. Là cái hảo hài tử, chỉ là lúc trước bị hàng nguyên cực cho dạy sai lệch, bản tính lại là không hỏng. Ta vốn cho là hắn sẽ còn lại nổ đạo giới, nhưng không ngờ hắn sẽ ở trong ý thức giới ngoan ngoãn tu luyện. Ai, nếu như hắn có thể bỏ giết cá đoạt bảo mau bệnh, không đem cùng một đạo giới tất cả con cá toàn bộ ăn sạch, vậy thì càng hoàn mỹ. Bởi vì hắn nhiều lần ở trong ý thức giới sinh sự, trên dòng sông thời gian, đã có ngộ đạo thụ cửu ly ngư, truyền thuyết sinh ra, lại là vô duyên vô cớ, cho cái kia phách lối cửu ly bộ tộc tăng lên không ít nhân quả. Chỉ là, vì sao cho tới hôm nay, kẻ này đều không có cùng chủ ta lưu tại ý thức giới nghịch giới gặp nhau. Là bởi vì hắn sửa đổi quy tắc, ở trong ý thức giới lung tung truyền tống, ngược lại đã mất đi truyền thừa chủ ta cơ hội sao? Hay là, thời cơ chưa tới, chủ ta còn tại trường tịch diệt bên trong? Dưới tình hình như thế, Bắc Thiên thời gian cũng không có trôi qua quá nhiều, Bắc Mang Quốc thời gian lại theo ninh phàm giết chóc, vội vàng trôi qua. Trăm năm sau Ninh Phàm tu đủ 27 loại âm dương, lại tất cả âm dương chí ít đạt tới trưởng vị tiểu thành. Vô lượng kiếp ý đồ nhằm vào Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm lấy âm dương ngũ kiếm phối hợp một thân thủ đoạn, lại phá hết tất cả nhằm vào. Lúc này hắn loạn cổ sát phạt chi thuật bắt đầu hiển lộ uy năng, đem những cái kia tham thủ vô lượng cổ chi đại đế giết đến trong lòng run sợ, khiến cho yên lặng đã lâu loạn cổ tên, lại lần nữa vang vọng thời quan trường hà. 300 năm sau chiến âm dương, sát âm dương đều là đại thành. Ninh Phàm một thân pháp lực độ tinh khiết cũng sớm tại 300 năm trong sát phạt rèn luyện đến bát kiếp tiên đế độ cao, dùng để đột phá vạn cổ đệ lục kiếp hiển nhiên dư xài. 500 năm sau, Ninh Phàm bằng vào chính mình sát âm dương đạo ngộ, đối với sát lục điện truyền thừa bắt đẩu thiên thư tiến hành tăng thêm. Bắt đẩu thiên thư lai lịch cực lớn, là bắt đẩu tiên hoàng sáng tạo khí vận công pháp. Sơ đại sát đế từ bắt đổ tiên hoàng trong tay tập được công này, tu tập lại cũng không hoàn chỉnh, truyền xuống công pháp cũng không hoàn chỉnh. Nhưng ninh phàm lại bằng vào đạo của chính mình ngộ, viết tiếp lấy cũng không hoàn chỉnh đạo pháp. Thế là, sát lục điện nghịch chuyển bắt đổ chỉ thuật, ở trong tay ninh phàm đạt được tiến hóa, nguyên bản chỉ có thể đoạt người khí vận tu tới tiên vận thất thải, bây giờ lại có thể thôn vệ tộc vận không có hạn mức cao nhất tăng lên khí vận, trong đó tự nhiên tham khảo cửu ly tộc vương cung thuật không ít dịu lý đối với ninh phàm đặt câu hỏi hắc ma tất nhiên là biết gì nói nấy cá nhân một thế tu hành nhiều nhất có thể tu tới tiên vận cửu thải khí vận nhưng mà thánh nhân không chỉ một thế luân hồi chưa luân hồi khí vận điệp gia thường thường có thể có mấy trăm số làm thải khí vận càng thường thường có khổng lồ tộc vận gia hộ tộc vận thì là tông tộc chỉ khí vận có thể ảnh hưởng bộ tộc chỉ kéo dài cũng có thể dựa theo tông tộc quyết định tỷ lệ phân phối cho đồng tông tộc người. Ninh Phàm từng từ đạo lý bộ tộc trong tay giành được 1.500 màu tộc vận, bây giờ những này tộc vận bắt đầu chuyển hóa thành Ninh Phàm tự thân khí vận. Trước kia Ninh Phàm sẽ còn cố kỵ bại lộ tộc vận trước lấy sát cơ, nhưng bây giờ hắn đều tại cùng quần thánh chư nghịch, số mệnh luân hồi là địch, đã không có cái gì tốt sợ hãi. Lại công đức tán là thánh nhân chỉ thuật, có thể dùng để đối kháng vô lượng kiếp, vô lượng kiếp cũng không phải là chỉ có đao bình kiếp đến tiếp sau còn có rất nhiều thủ đoạn tự có công đức tán phát huy tác dụng thời điểm là cần tăng cường một đợt dù này xét đến cùng là một loại gồm cả khí vận công đức song trọng gia hộ ô lớn tự thân công đức càng nhiều khí vận càng mạnh dù này liền có thể phát huy uy năng mạnh hơn đồng dạng một cây dù lấy cấp bậc khác nhau khí vận sử dụng có khả năng phát huy lực phòng ngự cũng là hoàn toàn khác biệt mà tại cưỡng ép thôn vệ đạo lý tộc 1.500 màu tộc vận về sau, ninh phàm cá nhân khí vận đạt đến 43 màu. Giới hạn trong ninh phàm đối với khí vận nhất đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ, hắn chỗ viết tiếp bắt đầu thiên thư, đối với thôn vệ tộc vận chuyển hóa hiệu suất cũng không cao. Hoàn chỉnh bắt đầu thiên thư, kỳ thật cũng có thôn vệ tộc vận thủ đoạn, nhưng này các loại thủ đoạn bắt đầu tiên hoàng chưa bao giờ truyền thụ người khác, có thể dùng tiếp cận 3 sau một tỷ lệ, đem tộc vận chuyển hóa thành cá nhân khí vận. Ninh Phạm chính mình lĩnh ngộ tộc vận chuyển hóa xuất lại ngay cả 30, một cũng chưa tới, dù là như vậy, việc này một khi truyền ra, cũng đủ để chấn kinh tam giới, nghịch thánh bọn họ muốn hủy đi bắt đầu khí vận thuật, thế mà tái hiện tại thế, mặc dù hiệu suất thấp kém, đến cùng cũng phục hồi như cũ ra một chút, há có thể không kiên kỵ việc này. Mà tại tộc vận chuyển hóa thành cá nhân khí vận về sau, đạo lý bộ tộc là triệt để không cách nào đoạt lại những này tộc chở. Lại tại thôn vệ 1.500 màu tộc vận về sau, Ninh Phàm tổng kết ra không ít kinh nghiệm, đối với viết tiếp bắt đầu thiên thư làm một chút sửa chữa, nghĩ đến ngày sau lại thôn vệ người bên ngoài tộc vận lúc, tỷ lệ chuyển hóa sẽ tăng lên không ít. Ngàn năm trôi qua, bắt mang vô lượng kiếp đao binh chi kiếp, cuối cùng đã tới hồi cuối. Căn cứ Ninh Phàm nhìn thấy tương lai, sau 10 ngày, vô lượng kiếp hội triển mở một lần cuối cùng đao binh chi kiếp. Nếu như cái này cuối cùng đao binh kiếp hay là giết không c hết ninh phàm, vô lượng kiếp sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, hạ xuống luân hồi 81 khó diệt sát ninh phàm. Chỉ kém trận chiến cuối cùng, liền có thể kết thúc trận này ngàn năm mổ giết A. Ninh phàm hành tẩu tại Bắc Mang Quốc trên đường phố, thưởng thức náo nhiệt chợ, nội tâm một trận an bình. Trong rã ngàn năm, Ninh phàm đều đang đối kháng với đao binh kiếp, về phần Bắc mang quốc người sống sót, thì tại cái này ngàn năm ở giữa trùng kiến lấy ngày xưa Bắc mang quốc. Bản này không hợp với lẽ thường, bị vô lượng kiếp công kích một ngàn năm phế tích, cần một lần nữa kiến quốc, cũng khôi phục một chút ngày xưa phồn vinh cùng an bình. Thời gian qua đi ngàn năm, rất nhiều người đã từ vô lượng kiếp đau sót bên trong đi ra, càng có một ít con mới sinh sinh ra tại quốc gia này, đối với thân ở vô lượng kiếp sự thật hoàn toàn không biết gì cả. Nam Kha lão tiên trận pháp, đem trong trận ngoài trận ngăn cách thành hai thế giới, trong trận chỉ một đời mới mang nhân, căn bản không biết ngoài trận pháp dùng đến đáng sợ đến bực nào địch nhân. Tiểu mang đồng dạng không hiểu được những thứ này. Từ nàng thức tỉnh, đến nay đã có tầm năm, nàng bị ninh phàm bảo vệ rất tốt, bảo hộ đến nỗi ngay cả thân ở tại vô lượng kiếp sự thật cũng không. Biết được. Thân là phàm mang lão tổ, thân là bắc mang quốc nhiếp chính mang thần, Ninh Phàm chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có thể làm cho cả Bắc mang quốc lại không người để tập vô lượng kiếp ba chữ. Bởi vì Ninh Phàm biết, sẽ có một ngày Hồng Linh nhất định sẽ thức tỉnh. Khi đó, nàng chỗ thân ở thế giới, sẽ là một chỗ rời xa vô lượng kiếp thế, ngoại đào nguyên. Tiểu mang chính là sau khi tỉnh dậy bắt mang thần hồng linh. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của nàng ra chút biến cố, không còn nhớ kỹ chính mình mang thần thân phận, ngược lại nhiều hơn một chút những thứ đồ khác, thân thể cũng co nhỏ lại thành 8 tuổi nữ đồng. Vì ẩn tàng tiểu mang mang thần thân phận, Bạch Linh lúc này mới vì nàng lấy tên mới, tiểu mang. Tiểu mang, tiểu mang. Khi nữ hoa hoa này hướng Ninh Phàm chạy tới lúc, Ninh Phàm trở nên hoảng hốt, liền nghĩ tới cái nào đó tơ hồng điêu hoa thiếu nữ. Số mệnh mà ngay cả lúc này tiểu mang hai chữ, cũng có thể coi là đến A. Nhưng này thì như thế nào, dù cho không người nào có thể đánh vỡ số mệnh, nhưng chưa từng người quy định, thế nhân không thể khiêu chiến số mệnh. Đây là một trận tất bại chi chiến, nhưng thế gian nhân quả không có một cái nào là có thể làm ta thỏa hiệp lý do. Ninh phàm đạo tâm một mảnh yên tĩnh, trong mắt đạo Pháp tinh thần quan mang, đều vào lúc này hóa thành cưng chiều, nhìn về phía phố dài một chỗ khác, vui sướng chạy hướng mình nữ hoa hoa. Trương đạo thúc thúc. Ngươi trở về Á tiểu mang chờ ngươi thật lâu rồi. Nữ hoa hoa vui sướng nhào vào ninh phàm trong ngực, sau đó ảo thuật, từ trong ví lấy ra một đóa đè ép hoa mai. Thúc thúc, hoa này đưa ngươi. Là tiểu mang tự tay hái đâu. Tiểu mang hiến vật quý đồng dạng, đem đè ép hoa mai cắm đến ninh phàm thái dương, nơi đó bây giờ nhiều hơn rất nhiều hoa râm, cũng không phải là bởi vì cốt linh dẫn đến, mà là tại cái này ngàn năm huyết chiến bên trong, ninh phàm mấy lần suýt nữa vẫn lạc mệnh đăng tổn thương nghiêm trọng mà lại tại đằng sau vì sao triệt để tỉnh lại bắt mang thần lúc lại một lần nữa hiến tế mệnh đăng lúc này mới có một chút tóc trắng ồ trong nhà hoa mai đã mở a à. ninh phàm muốn đem trên đầu hoa mai gỡ xuống đại nam nhân nhà mang hoa tính là gì nhưng nhìn xem tiểu mang ánh mắt mong chờ cuối cùng là không đành lòng cuối cùng đem hoa mai lưu tại trên đầu thấy vậy một màn Tiểu Mang trên mặt thẳng khen Ninh phàm thúc thúc, đeo lên hoa chính là cả con đường đẹp trai nhất, dù cho dài quá chút tóc trắng nhưng mặt đủ đẹp trai cho nên vẫn là đẹp trai nhất lão đầu vân vân. Trong lòng lại tại ngửa mặt lên trời cười to. Chu Minh a à Chư Minh, ngươi rốt cục vẫn là rơi vào ta bắt tiểu Mang trên tay. Ngươi cho rằng ngươi dùng tên giả Trương đạo ta liền không nhận ra tiểu tử ngươi sao? Mặc dù chỉ là ở trong mơ khi dễ ngươi, nhưng ngươi đại ma đầu mang hoa dáng vẻ thật hảo hảo cười a à. nếu không phải không có lục ảnh ngọc giảng ta nhất định đem ngươi dáng vẻ quay xuống lấy báo năm đó ngươi ghi chép ta mối thù là bắt mang thần rơi vào trạng thái ngủ say sau đó rút cục thức tỉnh sau khi tỉnh dậy nàng không đơn thuần là bị trùng hợp giống như có được tiểu mang cái tên này nàng căn bản ngay cả tâm đều đổi thành bắt tiểu mang bắt tiểu mang chỉ coi mình là một trận rất dài mộng cũng không lúc ở trong mo trêu cợt ninh phàm. Lại không biết, cái gọi là mộng, có khi không hề chỉ là mộng đơn giản như vậy. Thúc 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 thúc, ngươi thu tiểu mang hoa mai, chờ tiểu mang sau khi lớn lên ngươi liền muốn gả cho tiểu mang nha. Móc tay nhếch. Càng nhiều nhân quả khí tức đập vào mặt, cuối cùng lại chỉ hóa thành ninh phàm cưng chiều cười một tiếng. Được. Bắc mang quốc từng bị một kiếm chém thành hai khúc, vết rách kia hóa thành sâu không thấy đáy đoạn giới, đoạn giới chỗ huyết quan kiếm khí trùng thiên, ngăn cản lấy địa mạch linh khí tự hành khép lại. Ninh Phàm dùng 10 năm, mới khâu lại Bắc Mang quốc địa mạch linh khí, đem phá toái Bắc Mang quốc một lần nữa liều cùng một chỗ, tất nhiên là đang chém giết lẫn nhau sau khi hoàn thành việc này. Việc này đối với vô lượng chi quốc không có chút ý nghĩa nào, nhưng nếu việc này có thể thoáng khâu lại hồng linh đau thương trong lòng, Ninh Phàm nguyện ý vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ là một lần nữa ghép lại địa mạch, đến cùng hay là có rất nhiều không cách nào kính kẻ địa phương, thế là Ninh Phàm tại những khe hở kia chỗ bỏ thêm vào Vũ Chi Đạo Tắc, lại đằng sau. Đã từng kiếm mang vết nứt, sớm biến thành một đầu tinh tế lại kéo dài, cũng thường xuyên trời mưa sông nhỏ. Người sống sót đem con sông này gọi phàn tổ hà hoặc phàn thủy, lại đem một lần nữa thành lập được mang thành gọi phàn thành, lấy cảm tạ lão tổ phàn gia đối với Bắc Mang quốc bỏ ra. Ngàn năm thời gian có thể làm cho rất nhiều người đi ra đau xót càng có thể làm cho tân sinh giả không biết vô lượng kiếp là vật gì. Phàn thủy xuyên thành mà qua, thỉnh thoảng có thuyền nhỏ vãng lai tại trên sông, từ đó truyền ra nói chuyện với nhau âm thanh, tiếng cười vui, giống nhau ngàn năm trước vô lượng chưa đến bộ dáng. Hai bên bờ là phùng hoa phường thị, chỉ là trong phường thị thông dụng tiền tệ, đã không phải đã từng tuyết tinh thạch một nhà độc đại, từ bắc mang quốc phong tuyết tan rã, bổn quốc khoáng mạch đã rất khó có tuyết tinh thạch sản xuất cho nên nơi đây tiền tệ hệ thống tiến hành một loạt ưu hóa, trừ tuyết tinh thạch bên ngoài, tiên ngọc, đạo tinh, thiên đạo kim ngân đều có thể sử dụng. Đây là, nhiếp chính mang thần, nghịch phàn, chi lệnh. Đây là may mắn còn sống sót mang tu đối với ninh phàm xưng hô, cũng không biết là ai cái thứ nhất gọi như vậy, một khi truyền ra về sau, cấp tốc liền bị đám người sống sót tiếp nhận, nhận đồng. Nghịch vi tôn quý chỉ ý, phiền là phàn mang giả tổ nếu là người bên ngoài lấy nghịch làm tên cho dù ai cũng muốn giao một trong mỉm cười có thể ninh phàm khác biệt trong lòng mọi người ninh phàm liền giống như nghịch thánh đáng giá tôn trọng cho nên mới có thể như vậy tôn xưng trong lòng mọi người duy vị này xưng mới xứng với ninh phàm ngàn năm qua bỏ ra hết thảy đi ra đau xót cũng không đại biểu lãng quên ân tình khi nghịch thánh bọn họ toàn diện coi thường bắt mang quốc diệt vong chỉ có ninh phàm đứng dậy đại ân như vậy chẳng lẽ còn không xứng với một cái chữ nghịch sao? Chỉ là bởi vì Ninh Phàm không cho phép để tập vô lượng kiếp, mọi người mới ăn ý phối hợp với Ninh Phàm biểu diễn, trải qua bình tĩnh thường ngày, lại không phải vong ân phụ nghĩa. Cũng có thật nhiều người biết nhíp chính mang thần bản danh Trương Đạo, nhưng căn cứ là tôn giả huý nguyên tắc, ai sẽ gọi thẳng Trương Đạo hai chữ đâu? Cái kia không tôn trọng, quá không tôn trọng. Chỉ có người thân cận có thể như vậy xưng hô người bình thường thì không dám, không muốn. Ninh Phàm nắm tiểu mang, hành tẩu ở trong phường thị, vô luận đi đến nơi nào, đều là vạn chúng chú mục. Nhưng bởi vì Ninh Phàm đã nói trước, cho nên các mang nhân dù cho gặp Ninh Phàm cũng không dám quỳ xuống hành lễ, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại nội tâm kích động cùng sùng bái, như đối đãi người bình thường đồng dạng, cùng Ninh Phàm ở chung. Nghịch Phàn đại nhân mua rượu sao? Vừa mở ra trăm năm ủ lâu năm đến một bầu được rồi thành huệ mười viên tiên ngọc dễ dàng như vậy không phải cái gì tốt rượu cho nên tiện nghi xác thực không phải cái gì tốt rượu bởi vì chủ cửa hàng không biết từ nơi nào biết được nghịch phàn đại nhân yêu nhất uống phàm tửu cho nên mới hao phí trăm năm cố ý ủ chế phàm tửu bên trong trăm năm ủ lâu năm vật liệu chi phí cũng không cao ngay cả một viên tiên ngọc cũng chưa tới nhưng nhân lực bỏ ra cũng không chỉ 10 viên tiên ngọc. Như vậy, đa tạ. Không được không được. Tiểu nhân cái nào phối để đại nhân nói cảm ơn, đại nhân hành động, đó mới là thật. Chủ cửa hàng một cái kích động, suýt nữa nói lộ ra miệng, vội vàng dừng lại, không cần phải nhiều lời nữa, một mặt cho Ninh Phàm đánh rượu, một mặt cười đến không ngậm miệng được, mò tới Nghịch phàn đại nhân hồ lô rượu, ta có thể thổi cả đời, mà như đại nhân uống ta những rượu nguyện ý khen một câu còn có thể, ta chính là C hết 100 lần cũng là C hết cũng không tiếc. Tại chủ cửa hàng mong đợi trong ánh mắt, Ninh Phàm mở ra hồ lô uống một hót. Không phải hắn thích nhất hương vị, nhưng đối phương tâm ý, hắn cảm nhận được. Mùi vị không tệ. Ô ô ô, đa tạ, đa tạ đại nhân ca ngợi. Đại nhân nhất định phải bảo trọng thân thể, nhất định phải chú ý an toàn, chủ cửa hàng thế mà vui đến phát khóc chỉ nhìn đến một bên tiểu mang trợn mắt hốc mồm. Đến mức đó sao huynh đệ? Ngươi là có bao nhiêu sùng bái Chu tiểu minh a? À? Thuận miệng khen ngươi một câu ngươi cũng có thể vui đến phát khóc. Thậm chí nói năng lộn xộn đến chúc phúc người khác chú ý an toàn. Nhìn qua tử quán bên ngoài viết Tào Khang tử quán, Tử Kỳ, bắt tiểu mang như có điều suy nghĩ, cái này gọi Tào Khang chủ cửa hàng, khả năng không quá thông minh. Đã từng Ninh phàm chỉ có sử dụng thiên đạo kim ngân mới có thể tại thánh tử thí luyện cùng người giao dịch, chỉ vì giữa lẫn nhau khoảng cách xa xôi thời không. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm lại có thể sử dụng đạo tinh tiên ngọc. Việc này ý vị như thế nào, Ninh Phàm không phải không biết, nơi đây luân hồi thời không đã không chỉ là thánh tử thí luyện, mà là cùng chân giới luân hồi có càng nhiều nhân quả dây dưa. Như nhân quả này dây dưa tiếp tục làm sâu sắc, cuối cùng sẽ có một ngày. Chiến tử ở đây sẽ chân chính chết đi. Cứu vớt nơi đây luân hồi, nhưng cũng khả năng có được chân thực ý nghĩa. Nghịch phàn đại nhân, mua hoa không? Mới bồi dưỡng linh lan. Ồ, lại là phi tiên chủng loại, hoa này định giá bao nhiêu? 100, không, 90 tiên ngọc, hôm nay toàn cửa hàng giảm 10%, đại nhân vừa vặn đuổi kịp đâu. Vậy ta coi như mặt dạng mày dày, chiếm cái này 10 tiên ngọc tiện nghi. Chán ghét a chớ nói chỉ là 10 tiên ngọc tiện nghi, chính là nô gia tiện nghi, đại nhân cũng có thể tùy thời chiếm. Mắt thấy bán hoa thiếu nữ thân thể đều nhanh dáng trên người ninh phàm, tiểu mang chỉ cảm thấy nội tâm có loại tranh bạo tạc cảm giác, lập tức ngăn tại trong hai người ở giữa, hô to một tiếng yêu nghiệt phương nào chớ có dương oai nhanh chóng lui ra. Sau đó kéo ninh phàm liền chạy, căn bản không cho đối phương câu dẫn ninh phàm cơ hội. Đáng giận. Rõ ràng là tại trong mộng của ta, chu xuống minh thế mà còn dám thông đồng giả nữ nhân. Đơn giản không đem bản mộng cảnh chỉ chủ để ở trong mắt. Ta khi nào thông đồng người khác, rõ ràng là người khác chủ động câu dẫn ta. Ninh Phàm chỉ cảm thấy hết đường chối cãi. Ngươi, ngươi sao phải xem đạt được trong nội tâm của ta suy nghĩ. Đây chính là ta mộng. Tiểu mang giật mình, ngược lại lại cảm thấy rất hợp lý. Nằm mơ nha, gặp được bất luận cái gì quái sự đều là chẳng có gì lạ. A nha đại nhân tiền cho nhiều, sao đến lại cho ta 200 tiên ngọc? Lại. Ta vì sao muốn nói lại? Không nghĩ ra. Chỉ là không nghĩ tới nghịch phàn đại nhân yêu nhất hoa không phải linh lan, mà là hoa mai. Chân giới ngẫu nhiên cũng sẽ có nam tu trăm hoa, nhưng nghịch phàn đại nhân trên đầu cài hoa, nhưng vẫn là nàng này lần thứ nhất nhìn thấy. Chắc là đối với hoa mai yêu đến tận xương tủy đi, cho dù là đè ép hoa mai cũng làm thành bảo một dạng mang theo, thật là người yêu hoa. Nghịch phàn đại nhân, mới ra lò bánh ngọt đường muốn hay không? Ai? Nghịch phàn đại nhân. Không muốn không muốn. Ngươi cái này bánh ngọt đường không quen. Xem xét chính là bánh ngọt còn sống. Tiểu mang xem xét là nữ lão bản đang bán bánh ngọt đường, lôi kéo ninh phàm tiếp tục chạy về phía trước, tuyệt không cho ninh phàm thông đồng giả nữ nhân cơ hội, dù cho nàng này là cái lão ẩu bộ dáng tiểu mang vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn nghịch phàn đại nhân mua cây trâm cài tóc trở về đưa phu nhân nha một cái ôm lấy lan hoa chỉ nam chủ quán thét không muốn không muốn tiểu mang tiếp tục lôi kéo ninh phàm chạy trốn lan hoa chỉ đây chính là lan hoa chỉ a người này xem xét chính là nam lương ngay cả nam nhân đều muốn theo ta đoạt chu xuống minh sao thế giới thật đáng sợ ngón tay thụ thương không cách nào uống lượng cho nên nhét lên nam chủ quán. Nghịch phàn đại nhân, đây là kiểu mới nhất thức con diều. Nghịch phàn đại nhân. Nghịch phàn đại nhân. Rốt cục chạy đến rời xa dòng người địa phương, tiểu mang vô cùng suy yếu, thở phì phò, tìm cái không người đình nghỉ mát tọa hạ nghỉ ngơi. Ninh phàm thì ánh mắt sâu thẳm, nhìn xem tiểu mang sắc mặt tái nhợt, không biết suy nghĩ cái gì. Thật là đáng sợ toàn thế giới đều tại cùng ta đoạt tiểu phàm phàm ta nhất định là đối với chu xú minh yêu đến tận xương tủy mới có thể làm ra như vậy ly kỳ ác mộng a à, giày của ta đâu giày chạy thế nào ném đi tiểu mang hậu tri hậu giác phát hiện chính mình một cái giày thế mà chạy mất vừa nghĩ tới chính mình bởi vì quá quan tâm ninh phàm thế mà ngay cả giày mất rồi đều không có phát giác lập tức sắc mặt đỏ lên thua Ta lại đối với Ninh Tiểu Minh Minh yêu thâm trầm như vậy. Ta mà ngay cả làm mộng đều đối với hắn lo lắng như vậy. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Ninh Phàm trong tay mang theo một cái theo lên cửu phượng đồ án màu đỏ giày nhỏ, đúng vậy chính là mình giày à. Chính mình ném đi giày không có phát hiện, Tiểu Phàm Phàm lại chú ý tới việc này, lại đã sớm đem giày kiếm về. Quả nhiên vẫn là Tiểu Phàm Phàm càng yêu ta. Thắng ngươi lần trước không phải nói muốn một cái xích diên con diều sao? Vừa mới ta nhìn thấy có người bán, ngươi sao đến lôi kéo ta liền chạy. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, cho tiểu mang mặt vào giày, giống nhau rất nhiều năm trước đã làm như thế. Ta khi nào nói qua ta muốn xích diên con diều? Trương đạo thúc thúc, ngươi có phải hay không thật niên kỹ lớn, trí nhớ cũng không tốt. Tiểu mang không còn gì để nói, bản tiểu thư làm sao không nhớ rõ nói qua những lời này. Trong mộng cái này tiểu phàm phàm nhìn ngơ ngác, trí nhớ cũng không hề tốt đẹp gì, được rồi, chịu đựng dùng đi, đê phối bản tiểu phàm phàm cũng là tiểu phàm phàm. Đại khái là ta nhớ lầm đi. Ninh phàm ánh mắt càng thêm sâu thăm, nhưng không có tiếp tục cái để tài này. Không có chuyện gì. Trương đạo thúc thúc. Coi như ngươi biến thành toàn thế giới trí nhớ kém nhất lão đầu, tiểu mang cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Coi như ngươi quên toàn thế giới, coi như toàn thế giới quên lãng ngươi chỉ cần ngươi không quên mất tiểu mang tiểu mang liền sẽ vĩnh viễn thích ngươi không biết quên mất ai đều khó có khả năng quên tiểu mang mặc dù ta xác thực không có nói qua những lời kia nhưng nếu như là trương đạo thức thúc tặng xích viên con diều tiểu mang nhất định siêu cấp vô địch ưa thích tốt ta đi đem vừa mới con diều mua về ngươi ở chỗ này chờ ta một chút rất nhanh không cần không cần hay là đừng đi mua cái kia con diều lão bản quá mức yêu diễm thúc thúc cầm giữ không được tiểu mang gắt cao bắt lấy ninh phàm tay áo nàng nhưng không có làm lục mạo mộng thói quen hiện thực đã gian nan như vậy không cách nào ngăn cản tiểu phàm phàm mở hậu cung trong mộng như còn một chồng mấy triệu vợ ta chẳng phải là trong mộng tự ngược loại chuyện đó không cần a à. vậy ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào chơi lại hoặc là đi tìm ngươi bạch linh tỷ tỷ đánh cờ Ninh Phàm hỏi. Tốt lắm. Rõ ràng là cái giấm tinh, nhưng nếu người chia sẻ là Bạch Linh, chẳng biết tại sao, Bắc Tiểu Mang cũng không có ăn giấm cảm giác, thậm chí, nàng rất tình nguyện cùng Bạch Linh thân cận. Vậy chúng ta cái này liền. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, chợt có một đạo lưu quan bay tới, hiện ra nam các tiên đế bóng dáng. Vô lượng kiếp đến lúc, đế này vận khí vô cùng tốt, trốn vào làm cây trận pháp, cũng không vẫn lạc nhưng người cũng bị thương nặng, chỉ trốn ra nguyên thần. Nhưng ở ninh phàm trợ giúp dưới, đế này đã tái tạo nhục thân, thương thế phục hồi như cũ, cũng cam tâm tình nguyện tới làm ninh phàm dưới trướng thần tướng, trợ ninh phàm cùng nhau thủ hộ Bắc Mang Quốc. Lúc này đến đây, chính là có việc bẩm báo cho nhiếp chính mang thần. Nhưng thấy một lần ở đây không chỉ có ninh phàm, càng có bắt mang thần tiểu mang, nam các tiên đế từ không dám đem sự tình trực tiếp nói ra, đành phải truyền âm tấu kỳ kỳ quái quái ta cũng không phải ngoại nhân có bí mật gì không có khả năng nói cho ta biết hán ác hô đói hàn nga là nàng nhớ kỹ trong thành có cái hát khúc cô nương liền gọi cái tên này cho nên chuyện này là cùng nữ nhân có quan hệ cho nên mới không có khả năng nói cho ta biết đáng giận tiểu phàm phàm tại trong mộng của ta thế mà cổng ta dưỡng nữ nhân liền không thể ngay trước mặt nuôi sao. Tiểu mang mặc dù không biết cụ thể, nhưng vẫn là đọc lên một chút ninh phàm môi ngữ nội dung, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, có so đo. Mắt thấy bắt tiểu mang, nằm mo, thời điểm còn có thể bảo trì đủ để đọc môi ngữ lý trí, ninh phàm có chút kinh ngạc, hành vi càng thêm coi chừng, lần này ngay cả miệng đều bất động, trực tiếp thần niệm truyền âm nói chuyện với nhau. Mấy câu đuổi đi nam các tiên đế sau. Ninh Phàm đối với tiểu mang nói, ta trước đưa ngươi đi kỳ viện nhưng không cách nào cùng ngươi một mực đợi ở nơi đó có chút việc gấp phải xử việc gấp thế mà đem tìm nữ nhân nói thành việc gấp ta biết ngươi rất gấp nhưng ta cũng có thể a à, mặc dù thân thể của ta có chút ít nhưng là nhưng là ngươi thay đổi tiểu phàm phàm ngươi không yêu ta ninh phàm ngươi nếu là không vội vã đi kỳ viện vậy không bằng chúng ta cùng đi xử lý ta việc gấp ninh phàm bất đắc dĩ nói nếu có khả năng hắn cũng không muốn mang bắt tiểu mang đi gặp cái kia gọi hàng nga nữ nhân nữ nhân kia là bắt mang quốc người sống sót bên trong một người duy nhất ninh phàm nhìn không thấu nhân quả người lấy thiên nhân đệ tam cảnh nhãn lực đều không thể nhìn thấu nhân quả mười phần khó giải quyết a à, bắt tiểu mang đại thụ rung động ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi ta cái này tám tuổi thân thể ngươi thật có thể tiếp nhận. Như thế bụng đói ăn quàng sao? Đáng sợ. Trong mộng tiểu phàm phàm thật là đáng sợ. Nhưng người nào gọi cái này phàm phàm là của ta trai lơ đâu, trai lo của mình, khóc cũng muốn không thể miêu tả. Thúc thức đợi lát nữa đừng nóng vội. Chờ tiểu mang làm chút chuẩn bị. Phải đi tìm chút không thể miêu tả đạo cụ, đến gia tăng không thể miêu tả, nếu không nho nhỏ ta tuyệt đối không cách nào không thể miêu tả ngươi suy nghĩ nhiều chỉ là đi nghe cái khúc thôi thuận tiện có một số việc cùng cái kia hát khúc người nói chuyện đối phương quan sát ta ngàn năm lại thẳng đến lúc này mới đến đây cùng ta ngã bài việc này phía sau các hung còn không cũng biết nhân quả không cách nào trực tiếp nhìn thấu nhưng nếu ta suy đoán không sai người này hơn phân nữa là bạn không phải địch chí ít đối với ngươi mà nói nàng cũng không phải là địch nhân nào đó ninh phàm nói như vậy tiểu mang lộn xộn tiểu mang đau lòng lúc này mới bao lâu không gặp tiểu phàm phàm thế mà biến thành một cái đỉnh cấp mê ngữ nhân cuối cùng là nhân cách vặn vẹo hay là đạo đức không có Vang cầu ngươi nói tiếng người thật có lỗi ròng rã một ngàn năm đều tại lõm nhân vật thiết lập trong lúc nhất thời không có chuyển đổi tới chúng ta đi tìm một cái gọi hàng nga nữ nhân người kia có chuyện nói với ta chỉ nói là không làm chuyện khác a à a à, thúc thúc nói như vậy, tiểu mang coi như nghe hiểu đâu. Đã hiểu. Có ta ở đây cho nên không thể làm chuyện khác đúng không? Không có ta tại ngươi liền làm 18 khắp đúng không? Nhất định phải giám sát chặt chẽ tiểu phàm phàm, nếu không ven đường lão thái thái đều có thể trở thành bản tiểu thư cả đời chi địch. Từ giờ trở đi, như hình với bóng. Phàn thành thành bắc có một tòa mang thần miếu, là người sống sót lập, trong miếu trừ cung phụng Bắc Mang quốc lịch đại mang thần hương hỏa, còn thờ phụng Ninh Phàm hương hỏa. Trên danh nghĩa, Ninh Phàm chỉ là Bắc Mang quốc nhiếp chính mang thần, nhưng ở người trong nước trong lòng, Ninh Phàm sớm đã là chân chính 43 đời Bắc Mang thần. Chỉ tiếc không có trước đây mang thần bổ nhiệm, Ninh Phàm cũng không có cách nào thực sự trở thành Bắc Mang thần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Ninh Phàm địa vị. Trừ trong thành phường thị, liền thuộc nơi đây náo nhiệt nhất đồng dạng có vô số quầy hàng ở đây bày biện, vô luận ngày đêm đều có du khách không dứt, như là hội chùa. Trừ phi không phân thân nổi, nếu không bắt mang tu sĩ mỗi ngày đều sẽ đến đây mang thần miếu thăm viếng, tụng kinh cầu nguyện. Mặt ngoài là vì thăm viếng ninh phàm. Kỳ thực còn có một tầng khác thâm ý, mỗi người đều tại vì ninh phàm góp nhặt hương hỏa chi lực. Ngàn năm hương hỏa, có lẽ không đủ để đối kháng vô lượng kiếp, nhưng tất cả mọi người tại vì đối kháng vô lượng kiếp sự tình âm thầm nỗ lực. Chỉ là Ninh Phàm cũng không hy vọng những chuyện kia hiện ra tại ngoài sáng. Chí ít, không đáp để tiểu mang biết được. Khi Ninh Phàm xuất hiện tại hội chùa bên trên, lập tức lại là vạn chúng chú mục, nhưng ở Ninh Phàm một phen truyền âm về sau, nơi đây mọi người cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình. Mang thần có việc, không tiện quấy rầy. Nơi xa, có ca hát thanh âm truyền đến tiếng ca dị thường linh hoạt kỳ ảo êm tai có loại dư âm còn văng vẳng bên tai cảm giác lại nghe không rõ cụ thể hát thứ gì như giữa lẫn nhau cách vô tận ánh trăng khó mà vượt qua bắt tiểu mang lần theo thanh âm tìm đi mới nhìn đến mang thần miếu cách đó không xa có một mảnh rừng mai trong rừng mai ẩn ẩn có thể thấy được lan can khúc chiếc thật đúng là nghe hát địa phương cái kia gọi hàng nga nữ nhân chính là ở đây hát khúc sao bản tiểu thư ngược lại muốn xem xem nàng này là cái gì phong tình vạn chủng mỹ nhân có thể làm chu xuống minh như vậy nhớ mãi không quên đi theo ta mai này rừng có trận pháp không muốn đi ném đi a à nha bác tiểu mang đang ăn liền dâm chợt đến bị ninh phàm giữ chặt tay nhỏ lập tức đầy ngập lời oán giận hóa thành ngọt ngào hấp tấp đi theo ninh phàm đi vào rừng mai lại tại bước vào rừng mai trong nháy mắt thiên địa lập tức biến ảo trước mắt đâu còn có cái gì rừng mai chỉ còn lại có một chỗ cửu sơn bác hải thế giới vô số cổ lão vương quốc ở chỗ này sinh diệt đây là trận pháp gì hả trương đạo thúc thúc ngươi đi đâu vậy rồi trương đạo thúc thúc chu minh minh ninh phàm phàm đột nhiên xuất hiện lợi hại trận pháp lại còn đem ninh phàm làm mất rồi bắt tiểu mang trong lòng nhưng không có bất luận cái gì bối rối một là không biết trước mắt trận pháp cụ thể có bao nhiêu lợi hại hai a à. chỉ là nằm mơ có gì thật là sợ hừ hù mặc dù không biết trước mắt trận pháp ra sao cấp bậc nhưng chỉ cần là ở trong mơ thân là mộng cảnh chỉ chủ bản tiểu thư liền có thể làm đến hết thảy câu nói này thế nhưng là nhị tỷ tỷ nói cho ta biết không sai được lại nhị tỷ tỷ còn dạy cho ta một cái chú ngữ chuyên môn dùng để đối phó thế gian ác mộng mặc dù nhị tỷ tỷ lại yêu xê cướp ta đồ chơi, lại muốn xê cướp nam nhân của ta. Nhưng nhị tỷ tỷ cho tới bây giờ chưa từng lừa ta. Là cái gì chú ngữ tới? Bắc tiểu mang hồi tưởng đến nhị tỷ Bắc thanh hàng trong bình thường hai dáng vẻ, cố gắng để cho mình khí chất trở nên đồng dạng. Sau đó nắm chặt một con mắt, bắt trước nhị tỷ khả, khả 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 khả, nở nụ cười. Khả 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 khả, ta chính là luân hồi 129, 600 thế tất hắc nguyệt quan sứ, chỉ là tiểu trận, làm sao có thể vây nhốt ta? Bạo liệt đi, hiện thực. Vỡ nát đi, tinh thần. Nở rộ đi, hắc nguyệt chân nhãn. Nói cũng thần kỳ, chú ngữ nhất niệm xong, bắt tiểu mang bị che con mắt coi là thật xuất hiện một cái hắc nguyệt ấn ký, càng có đen kịch ánh trăng từ trong mắt nàng mãnh liệt bắn mà ra, không ngừng đánh thẳng vào tòa này cửu sơn bát hải trận pháp, chỉ là hắc nguyệt lực lượng yếu đến có thể bỏ qua không tính, tất nhiên là không xông phá Cửu Sơn Bát Hải đại trận. Nhưng vẫn là làm cho thao trận giả khẽ ồ lên một tiếng, tiếp theo thở dài đứng lên. Vốn cũng chỉ là muốn lấy Sơn Hải xã tắt đồ khảo nghiệm một chút tình lang của ngươi, ngươi lại như vậy không kịp chờ đợi cứu hắn a. À. Thật là khờ muội muội. Ai, ai đang kêu muội mùi ta? Chẳng lẽ là nhị tỷ? Ngươi nhị tỷ cũng là muội muội ta chẳng lẽ ngươi là đại tỷ Bắc Thi? Ngươi đại tỷ, vẫn là muội muội ta. Chính là mẫu thân ngươi, cũng là muội muội ta. Chư thế luân hồi, ngươi đều không nhớ kỹ rồi sao, tiểu cửu. Thần nữ có chính, ngươi là bắt đầu, nguyệt là cuối cùng, ta là thất mai, mà ngươi là nguyệt chung. Tiểu cửu, tiểu cửu là đang kêu ai? Không rõ, không rõ, nhưng vì sao xưng hô thế này, khiến cho ta hoài niệm khiến cho ta muốn rơi lệ chợt có một tiếng trên rỉ truyền ra là ninh phàm thanh âm từ trước tới giờ không biết nơi nào truyền đến bắt tiểu mang lập tức quýnh lên chuyện gì xảy ra cái kia tiểu phàm phàm làm sao thụ thương bị trước mắt chỉ là tiểu trận làm bị thương mặc dù chỉ là nằm mo nhưng nàng hay là không muốn ninh phàm trong mộng thụ thương bạo liệt đi hiện thực vỡ nát đi tinh thần nở rộ đi hắc nguyệt chân nhãn càng nhiều màu đen ánh trăng từ bắc tiểu mang trong mắt bắn ra lại bởi vì quá khiến động pháp lực nhất thời sắc mặt trắng bệch một trận phản vệ ho ra máu nữa làm cái gì a à? trong mộng ta quá yếu đi dùng cái pháp thuật đều ho ra máu đây là có nhiều hư bắc tiểu mang không phục còn muốn đem pháp thuật lực lượng thôi động đến lớn hơn thao trận giả lại không đành lòng chỉ bất đắc dĩ nói sợ ngươi rồi. Ta cái này liền triệt tiêu trận pháp, ngươi mau đưa thần thông thu, chớ làm cho tiên linh pháp ấn ăn mòn làm sâu sắc. Sau một khắc, cửu sơn bác hải mênh mông trận đồ biến mất. bắc tiểu mang còn tại trong rừng mai, vẫn bị ninh phàm nắm, giống như trước đó kinh lịch hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng. Nhưng mà nàng tái nhợt sắc mặt, cùng cục trên mặt đất máu tươi, nhưng nói rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Ninh Phàm thở dài, tay lấy ra khăn tay pháp bảo lau sạch bắt tiểu mang bên miệng vết máu nếu là người bên ngoài làm cho bắt tiểu mang thụ thương hắn nhất định phải tức giận nhưng mà người trước mắt thân phận lại có chút đặc thù lại cũng không phải là cố ý làm bị thương bắt tiểu mang tám năm trước bắt mang thần rốt cục thức tỉnh rõ ràng ninh phàm còn không có thành thánh không cách nào hiến tế sơn hải nhưng bắt mang thần lại sớm thức tỉnh căn cứ nam kha lão tiên thuyết pháp là có một cái không tưởng được người đáp lại thái cổ nghịch nguyệt trận, cũng tại cái này trong vòng ngàn năm từ đầu đến cuối lấy giống nhau tần suất nghịch nguyệt thuật thực hiện viện thủ, cho nên mới có thể làm bắt mang thần tạm thời thức tỉnh. Về phần viện thủ người là ai, Nam Kha Lão Tiên cũng không có nói, nhưng căn cứ cái này ngàn năm ở giữa kinh lịch, Ninh Phàm kỳ thật đã có suy đoán. Chưa bắt mang người sống sót bên trong, chỉ có một người Ninh Phàm không cách nào nhìn thấu, người này không thể nghi ngờ là tu vi hạng người kinh thiên. Lấy Nam Kha thủ đoạn, không có khả năng không biết có người này tồn tại, nhưng lại không nhắc tới một lời, nói rõ người này cũng không phải là địch nhân, nhưng thân phận lại có rất nhiều cấm kỳ, cho nên không thể đề cập. Hàng Nga Người này tại Bắc Mang Quốc yên lặng ngàn năm, lại tại hôm nay đưa ra có việc thương lượng, hẹn nhau thấy một lần. Liên quan tới nàng này thân phận, Ninh Phàm tuy có rất nhiều suy đoán, đến cùng không có chứng thực cho nên hôm nay tới đây cũng có cùng đối phương ngã bài ý nghĩ tha thứ vãn bối nói thẳng tiền bối thế nhưng là nghịch thánh ninh phàm đối với cái kia rừng mai chỗ sâu một đạo ánh trăng thân ảnh hỏi phải cũng không phải chí ít đứng tại trước mắt ngươi không phải cũng không thể là đối phương lại chỉ cấp ra lập lờ nước đôi trả lời nếu như thế vãn bối còn có hỏi một chút không ổn ngươi đã hỏi ta một vấn đề bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi sự phụ ngươi đã hoàn hảo ninh phàm có rất nhiều sư phụ đối phương cũng không có nói rõ hỏi là cái nào sư phụ nhưng ninh phàm lại tại nghe được vấn đề này trong nháy mắt xác định đối phương là ai sư nương trước mắt chi nữ xác suất lớn chính là hắn sư nương là một cái có thể làm ninh phàm cùng hàng lão ma kém bối khủng bố nữ nhân gia sư tại vũ giới còn có thể, nhưng ở chân giới, ta không biết. Ninh Phàm sau khi cân nhắc, nói như vậy. Vãn bối trả lời tiền bối đặt câu hỏi, bây giờ muốn hỏi vấn đề thứ hai. Tiền bối là bạn, hay là địch? Mặc dù đối với nữ tử thân phận có chỗ suy đoán, nhưng lại không cách nào xác định nữ tử thái độ. Lấy trần định án luận, ta có thể là địch nhân của ngươi, lấy tiểu cửu luận, ta có thể là bằng hữu của ngươi lập trường của ta, quyết định bởi ngươi lựa chọn, ta cần biết, trước mắt rất nhiều bước thứ tư con đường, ngươi dự định đi đâu một đầu, lại hoặc là, ngươi coi thật dự định lập cái nghịch phàn chi lộ, lừa gạt thế nhân. Trên người ngươi có rất nhiều nhân quả, ác nhân có hoang cổ, ly diễm, hỗn côn, hồng quân, sơn hải nô, thiện nhân có nghịch không, nghịch nguyệt tôn, bắt đẩu, sâm tượng, huệ trần, diệt cổ, xích vi. Cùng lưỡng nghi nói cùng một danh tự cuối cùng nữ tử lời nói một trận hình như có ngàn vạn cảm xúc ngăn ở trong lòng không cách nào nói ra cuối cùng chỉ hóa thành thở dài nhưng mà ngươi coi biết được cũng không phải là gieo xuống thiện nhân liền có thể kết xuất thiện quả những người mất kia thiện nhân ngược lại khả năng dẫn tới ác nghiệp cuối cùng đưa ngươi cùng nhau kéo vào người mất chung mộ chỉ có lúc là tàn nhẫn đồ vật thế nhân bản có thể nhịn thụ hắc ám nếu như chưa từng thấy qua quang minh không cứu được thế năng lực cũng không phải là người mất sai, nhưng bọn hắn không nên cho thế giới lấy hy vọng về sau, lại tự tay đánh nát nó. Nữ tử còn muốn lại nói, lại bị bắt tiểu mang đánh gãy. Không hắn. Đối phương nói nhiều như vậy, bản tiểu thư nửa câu nghe không hiểu. Mỹ nhân tỷ tỷ Mời nói tiếng người. Tạ ơn. Bắt tiểu mang nói như vậy. Cái kia hư hư thực thực nghịch thánh nữ tử bị như vậy ngõ nghịch, Thế mà không có để ý, ngược lại chăm chú suy tư hồi lâu, ấy nấy nói. Vậy ta dùng tiếng người nói lại một lần. Đúng là chiều theo Bắc Tiểu Mang yêu cầu vô lý. Không dám nói nhân quả vốn là vì lẫn tránh một chút không cần thiết dây dưa, nhưng nếu là tiểu cửu nghe không rõ, tỷ tỷ liền dùng càng dễ hiểu lời nói tới giảng thuật những cố sự này đi, chỉ là nơi đây có đại nhân quả, các ngươi có thể nghe, nhưng không thể xen vào, chính là nghe xong cũng không thể tuyên dương thấp chốn Tất yếu đời đời kiếp kiếp giả bộ như không biết. Lại tới. Bắt tiểu mang bất đắc dĩ thở dài. Tỷ tỷ này nói xong muốn nói tiếng người, nhưng cuối cùng nói ra, quả nhiên vẫn là. Nghe không hiểu. Tại quá khứ xa xôi, từng có một cái tối tâm không ánh mặt trời thời đại, là hồng hoang cùng khổ diệt chinh chiến không ngớt thế gian, cũng tại thời đại kia, đảng sinh ra. Ba cái chim chóc. Thứ nhất là hạt, thứ hai là quạ thứ ba là tước a à. vị tỷ tỷ này là đang giảng ba cái chim nhỏ cố sự cái này ngược lại là rõ ràng dễ hiểu cái quỷ a à. Bắt tiểu mang càng đau đầu hơn cố sự này rõ ràng tràn đầy ám dụ có được hay không so đơn thuần mê ngữ nhân càng thêm khó hiểu được rồi đại khái vị tỷ tỷ này liền sẽ không nói tiếng người đi ta từ bỏ thế gian chim chóc cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền biết bay lượng thẳng đến hết thảy trở thành đương nhiên mà trước mặt mọi người sinh quen thuộc sinh ra có hết thảy liền lại khó ý thức được cái gọi là sinh kỳ thật mới là một loại may mắn là trong số mệnh ngẫu nhiên mà diệt mới là chúng sinh lúc đầu kết cục ba cái chim chóc kiến thức sinh lĩnh ngộ diệt cũng cuối cùng bắt đầu truy tìm chim tại sao phải bay hạt nói bởi vì chim tin tưởng mình biết bay tước nói bởi vì chim hy vọng chính mình có thể bay quả nói bởi vì chim nhất định phải bay lên không trung ba loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩ dựng dục ra ba loại hoàn toàn khác biệt chỉ đạo nhưng mà trăm sông đổ về một biển tam điểu mục đích cũng là vì tìm được thế giới đầu nguồn thế là nó bọn họ đã đạt thành liên thủ cũng cuối cùng sửa hết thảy sau đó hồng hoang thần phục khổ diệt trấn áp vạn cổ đêm dài có cố định quan mang nhưng, Nhật Nguyệt tinh thần cũng có ngày hủy diệt, cổ lão vương quốc cũng có sụp đổ thời điểm, thế gian chưa từng vĩnh hằng chi sinh, nhưng lại có vĩnh hằng chi diệt. Hoặc là cái thứ nhất mất đi, lấy vô địch chỉ thân, cam khổ im lặng mà qua. Thế giới lại một lần đạt được khoan dung, đại giới thì là cổ lão vương quốc sụp đổ. Tước cái thứ hai mất đi, chỉ để lại vạn linh lưu lại hy vọng. Tước có cửu nữ, bảy người theo cha mà đi. Cửu muội tuổi nhỏ không thể cùng đi, cũng do thương yêu nhất tiểu muội thứ bảy nữ, lưu tại thế gian thủ hộ tiểu muội. Tước đem Chu Thiên công đức để lại cho thất nữ, lại đem Chu Thiên ánh trăng lưu cho cửu nữ. Nhưng Chu Thiên công đức cũng chỉ có thể bảo vệ thân không tiêu, Chu Thiên ánh trăng cũng chỉ có thể thủ hộ tâm bất diệt. Các nàng cái gì đều làm không được. Cuối cùng, cổ lão vương quốc chỉ còn quạ một người, cái kia quạ, đến nay còn tại chiến đấu, nhưng đã vô pháp quay đầu không cách nào trở về càng không cách nào đạt được mất đi bất cứ vật gì đây cũng là ba cái chim chóc cố sự rõ ràng chỉ là lừa gạt tiểu hài tử truyện cổ tích nhưng bắt tiểu mang vẫn là nghe có chút khổ sở có loại không hiểu thấu cảm động lây đây cũng là cổ quốc lịch sử a cổ quốc tam thần vương cuối cùng đều là buồn bã kết thúc ninh phàm trong lòng âm thầm thở dài cổ quốc lịch sử có chút quá nặng nề đã từng ninh phàm cũng không muốn liên lụy quá sâu, nhưng như nơi đó mới là nàng khởi nguyên, hắn nguyện ý đi tìm hiểu cùng nàng có liên quan hết thảy. Có một ngọn núi, đứng ở trường hà đầu nguồn, trên đó có chín cây cột đá. Lại là kể xong ba cái chim chóc cố sự, lại bắt đầu giảng chín cây cột đá chuyện xưa. Một trụ là kiếp, trụ này là mặt khác tất cả cột đá đều e ngại cấm kỵ, cô độc tại thế. Tam trụ là hoang, diệt, huệ trong đó huệ trụ vĩnh sai lệch ta chỉ còn trên danh nghĩa diệt trụ thiên ngoại mà tới cùng thế đều là cô năm trụ là hỗn hồng ly sơn hải qua trong đó ba trụ cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa cùng huệ trụ xấp xỉ như nhau nữ tử nói cùng ở đây lời nói ngừng một lát lại có rất nhiều cảm xúc không cách nào nói ra nhất thời hóa thành trầm mặc ninh phàm như có điều suy nghĩ đã mượn từ sinh cảnh tiến vào thiên nhân cực hạn, lấy truy tìm trong cố sự khổng lồ nhân quả. Cửu trụ, đối ứng là nghịch thánh a, chính là số lớn nhất, chân giới nghịch thánh bây giờ tổng cộng có 9 người a. Huệ chẳng lẽ là chỉ huệ thi tiên hoàng? Một cái đã chết tiên hoàng, bây giờ thế mà vẫn là chân giới cửu nghịch thánh một trong, cái này cũng không hợp lý. Kể từ đó, vị trí này chẳng lẽ không phải thùng rỗng kêu to, hay là nói làm cho huệ thi tiên hoàng ngồi không ăn bám? chính là một ít nghịch thánh tính toán bên trong trọng yếu một vòng mà cái này hàng nga hẳn là tên là oa tiên hoàng đi nhưng thế mà cũng cùng huệ thi tiên hoàng một dạng nửa chết nửa sống rồi hả như vậy lại có một cái tiên hoàng vị trí thùng rỗng kêu to tên là oa tiên hoàng còn không cũng biết nhưng ở nghe được tên này lúc ninh phàm cảm nhận được thể nội diệt thần thuẫn thủ hộ chỉ ý tên là diệt cổ thiện nhân hắn là đối ứng ở đây hay là có khác căn nguyên tên là Kiếp Tiên Hoàng. Ninh Phàm thần sắc có một tia phức tạp. Ban sơ tu kiếp linh lúc, hắn chỉ coi kiếp chủ là một cái chung cực phản diện, là tử đấu tiên vực tử địch, là hắn tu đạo điểm cuối cùng đại địch. Bây giờ lại ẩn ẩn phát giác, trong này có khác đại nhân quả, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nghịch thánh nhân quả nào có đơn giản, liền ngay cả tử vi, bắt đầu nhân quả, đều hình như có vô tận tính toán, mới có thể cuối cùng dẫn đạo đến bị tử đấu tiên hoàng tiêu diệt kết cục. Càng làm Ninh Phàm để ý, là hàng Nga trước đó nâng lên rất nhiều thiện nhân, ác nhân, trong đó căn bản không có kiếp chủ. Nhưng cái này cũng không hề hợp lý. Hắn rõ ràng tu luyện kiếp huyết, nhưng phía sau không gây bất luận cái gì kiếp chủ mờ ưu đê cô, khiến cho người khó có thể tin. Là hàng Nga để lọc nói kiếp chủ nhân quả, hay là... Người kia từ vừa mới bắt đầu, thật sự cái gì cũng không có tính toán qua nhưng hắn rõ ràng là tử đấu tiên vực đại địch càng là hủy diệt tử đấu tiên vực thủ phạm không thật là thủ phạm à ninh phàm giống như nghĩ đến một loại khả năng khác nhưng không cách nào khẳng định còn có một chuyện khiến cho ninh phàm nghĩ hoặc hắn rõ ràng cảm giác xích phi là một vị có thể so với nghịch thánh tồn tại từ tế ra xích phi ma danh sau tạo thành ảnh hưởng đến xem đối phương xác nhận có thể so với nghịch thánh tồn tại nhưng vì sao, xích vi tiền bối danh tự không tại chân giới cửu nghịch thánh bên trong, là bởi vì nó thân chưa đến chân giới sao? Hay là có nguyên do khác? Nói đến, chân giới có cửu nghịch, huệ, qua như không có tác dụng, thì tên là chính, thật là bảy. Thất nghịch bên trong, kiếp là chư đạo đại địch, diệt lại cùng thế đều là cô, đem cái này đơn đã độc đấu hai người hái ra. Chính là năm người. Hổng Côn, Hồng Quân, Ly Tổ hoang cổ, sơn hải chủ. Năm người này, không phải vừa vặn đối ứng ngũ linh kỳ cục ngũ nghịch thánh số lượng sao? Nếu như nói ngũ linh kỳ cục có thể sửa đổi số mệnh ở giữa hết thảy định số, vậy cái này năm người một khi liên thủ, chẳng lẽ có thể tùy ý sửa số mệnh, đem hết thảy người đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay? Năm người này, hẳn là mới là chân giới chân chính người thực quyền. Mà năm người này, đều là cùng ta kết có ác nhân cơ hồ là nghĩ thông suốt việc này trong nháy mắt, phô thiên cái địa nhân quả khí tức đập vào mặt, khiến cho Ninh Phàm có rùng mình cảm giác. Đã từng hắn, chỉ muốn đánh vỡ số mệnh luân hồi, lại ngay cả như thế nào đánh vỡ cũng không biết được. Bây giờ mượn từ hàng Nga rải rác vài câu chính cột đá cố sự, hắn tự hồ. Biết được số mệnh luân hồi giữ tại người nào trong tay. Hàng Nga, ô. Xem ra ngươi đã hiểu, nếu như thế, tự hồ không cần nói lại càng nhiều chuyện xưa ninh phàm đa tạ tiền bối chỉ điểm bắc tiểu mang các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha đây là cái gì phá cố sự a không đầu không đuôi cho chính cái cây cột đặt tên liền không có sau đó thì sao ninh phàm sau đó liền nên ta đến trả lời vị tiền bối này vấn đề nếu không có hàng nga đánh thức ninh phàm ninh phàm dù cho có thể ẩn ẩn cảm giác được trên người mình có rất nhiều nghịch thánh nhân quả lại khó mà phán định cụ thể số lượng càng khó có thể hơn phán định đối phương đối với mình là thiện ý hay là ác ý đây không phải là bây giờ ninh phàm có thể minh ngộ cấp độ nhưng mà hàng nga lại có thể tùy tiện khám phá thế gian nhân quả liền phản phất mắt của nàng có thể tùy tiện xuyên thủng lục đạo luân hồi hết thảy ác nhân có năm người nghĩ cùng hỗn côn nhân quả lúc Ninh Phàm nghịch hải kiếm, định thiên thuật hình như có đáp lại, như cái kia chưa từng gặp mặt hỗn côn tổ sư, từ vừa mới bắt đầu liền cho Ninh Phàm hai con đường lựa chọn. Hoặc là cầm nghịch hải kiếm, trở thành hỗn côn môn đồ, hoặc là như đông yêu tổ đồng dạng, bị từ luân hồi bên trong vớt ra, hủy diệt. Nghĩ cùng hồng quân nhân quả lúc, Ninh Phàm bất chu công đức tán, nghĩ chủ đạo Sơn có đáp lại, như cái kia hồng quân tổ sư đồng dạng cho Ninh Phàm hai lựa chọn hoặc là trở thành hồng quân môn đồ, hoặc là như nghĩ chủ giống như chư hồn vĩnh tán. Nghĩ cùng ly tổ nhân quả Cốt A, đối phương giống như căn bản không có cho hắn lựa chọn, chỉ muốn giết chết hắn, nếu không lúc trước cũng sẽ không có vượt qua luân hồi thời không một trưởng mổ giết. Nghĩ cùng hoang cổ nhân quả Trong đầu xuất hiện hai bức tranh, thứ nhất là cầm đệ cửu sơn kiếm tuệ kế nhiệm sơn chủ, thứ hai là hồ điệp thiêu hủy tại hoang cổ đệ Tam Dương đồng dạng là hai lựa chọn à. Nghĩ cùng Sơn Hải chủ nhân quả. Đồng dạng xuất hiện hai bức tranh, một bức là gia nhập Sơn Hải Ti về sau, trong coi nguyên đào cùng bích đào, một cái khác bức thì là như ma tôn tầm tùng, bị người luyện chế thành ma tôn tế nhục, đồng dạng lại là hai lựa chọn. Thiện nhân lời nói. Nghịch không dường như chỉ tử đấu tiên hoàng, đủ loại ân huệ từ không cần nói tỉ mỉ, chỉ là tử đấu tiên hoàng coi trọng như thế tại ta, xác nhận hy vọng ta kế thừa lý tưởng của hắn. Vì sao ta không cảm giác được tử đấu tiên hoàng vì ta dự lưu bước thứ tư? So với đem ta bồi dưỡng thành một cái khắc huệ thi tiên hoàng, tử đấu tiên hoàng tựa hồ càng vui để cho ta xuống núi làm người, hưởng thụ bình an vui sướng. Này thiện nhân, lại cùng bước thứ tư đường không quan hệ. Về phần thần vương nghịch nguyệt thiện nhân. Điệu vong thuật, quy tự quyết, thế tự bí, hắc tinh chi thuật bản thân tu đạo đã tới hình như có vô số nhân quả cùng vị này cổ chi thần vương có gặp nhau mà tới lớn nhất gặp nhau là được người này là nhạc phụ ta bây giờ ta có thể cảm thụ trong đó thiện nhân nhưng lại cảm thụ không ra vị này thần vương đối với ta có bất kỳ chờ mong lại hoặc là thần vương lớn nhất chờ mong không phải để cho ta đi đến bất luận cái gì một đầu nghịch thánh lộ mà là chiếu cố tốt nữ nhi của hắn trong thoáng chốc Ninh Phàm nhớ tới ngày xưa cùng thiên đế đánh cờ một màn. Thiên đế thế nhưng là phụ thân của mộ vi lương, hẳn là khi đó thấy, kỳ thật không chỉ là thiên đế, càng là. Thế gian có trắng liền có đen, có sinh liền có chết, có ánh nắng liền có bóng ma, có quân tử liền có tiểu nhân. Tại trẫm xem ra, tinh thuật chính là một ván cờ, hắc tinh ngân tinh, mạnh nhất yếu nhất, đều là tại trong cuộc này. Trẫm là ai, không trọng yếu, đây là tàn mộng mà thôi. Ta vốn cho rằng đó là thiên đế tàn mộng, nhưng kỳ thật còn có càng sâu tầng nhân quả sao. Ngày đầu tiên, ngươi chưa đem thắng bại để vào trong mắt, mà trẫm toàn lực ứng phó, ngươi lấy bại phần cuối. Ngày thứ hai, ngươi một lòng cầu thắng, thắng liên tiếp ba cục, lại loạn tâm cảnh, thảm bại bốn cục, cũng lấy bại kết thúc. Nhưng ngươi phải biết, nhân sinh là một ván cờ, thắng bại mấu chốt, cũng không phải là ai thắng nhiều lắm, mà là... Cuối cùng một ván, Do ai thủ thắng? Cho dù thắng liên tiếp 6 cục, một khi trận chiến cuối cùng hủy diệt, vẫn là Giang Sơn đổi chủ. Đây là nhân sinh chỉ cờ. Tầm mắt thả rộng chút, ngôi sao trên trời cũng không chỉ có tỏa sáng những cái kia. Năm đó những lời kia, bây giờ quay đầu nhìn lại, dường như mỗi một câu đều có ý riêng. Thắng bại mấu chốt, thắng bại mấu chốt. Khi đó Thiên Đế lại phản phất là đang nhắc nhỏ lúc này ta muốn thế nào cùng quần thánh chư nghịch tranh một cái thắng bại. Là, hắc tỉnh chỉ thuật vì sao có thể làm bắt tiểu mang trị liệu xích long chỉ tổn hại, khi đó ta không hiểu, bây giờ, đã hiểu. Này hắc tỉnh thuật, vốn là vì ái nữ của mình sáng tạo. Hắn là thiên đế hắc tỉnh thuật, càng có một ít chuẩn bị ở sau, có thể ảnh hưởng lần này bắt mang vô lượng kiếp cuối cùng vận mệnh. Tiểu hữu, ngươi tự hồ thất thần, nhưng ta cũng không biết ngươi lúc này suy nghĩ trong lòng, liên lụy cỡ nào nhân quả đây là ta thân hợp lục đạo luân hồi đằng sau lần thứ nhất nhìn không thấu chuyện gì hàng nga bất đắc dĩ nàng cả một đời đều không có xem hiểu hàng nguyên cực mạch não bây giờ ngay cả đồ nhi đều có chút xem không hiểu tiền bối nhìn không thấu cũng rất bình thường dù sao ta lúc này suy nghĩ trong lòng là cái kia thần tước chi vương nhân quả hắn lưu lại cho ta con đường ta nhất định sẽ thực hiện chỉ tiết con đường kia cùng thế gian bất luận cái gì bước thứ tư đều không liên quan nguyên lai là phụ thân hàng nga bừng tỉnh đại ngộ nàng bây giờ bất quá là thân hợp lục đạo luân hồi tự nhiên nhìn không thấu luân hồi chi chủ nhân quả cũng không có người có thể đem hắn nhìn thấu chính là chư nghịch liên thủ đều không thể thấy rõ phụ vương toàn bộ cho nên mới sẽ kiên kỵ như vậy sợ hãi như thế ý đồ hủy diệt phụ vương lưu tồn ở thế hết thảy vết tích bắt đầu thiện nhân đồng dạng không cần nhiều lời, sát đế truyền thừa chính là chứng cứ rõ ràng, mà tại bắt đẩu trên thân, ninh phàm đồng dạng không có cảm nhận được bất luận cái gì yêu cầu xa vời cùng mưu đồ, có vẻn vẹn vẻ thủ duệ huyết giới tranh tranh lời thề. Phần này thiện nhân, cùng bước thứ tư chi lộ không quan hệ. Về phần xâm tượng thiện nhân, ninh phàm não hải hiện ra ba cái hình ảnh, xâm la đầu lâu treo cao, minh chủ đầu lâu treo cao, minh giới quỷ hoa. Những nhân quả này mười phần bề bộn, nhưng tương tự cùng bước thứ tư đường không quan hệ, đối phương thiện nhân, sở cầu cũng không phải là những chuyện kia, mà tự hồ có khác sở cầu. Huệ Trần Thiện Nhân Thái tố lôi đồ, chân lôi giới nghịch mệnh thuật, đều là cùng Huệ Thi Tiên Hoàng có quan hệ, nhưng cùng bước thứ tư đường không quan hệ. Diệt cổ thiện nhân Từ nhân quả nhìn, diệt cổ tự hồ là bây giờ chân giới cửu nghịch một trong, đối ứng diệt trụ. Lúc này là diệt thần thuẫn thà rằng bị ta nuốt vào, cũng muốn thủ hộ tại ta lý do sao? Lại tự hồ còn có vô số thiện nhân tới tương liên. Tán ma, xá lan lão tổ, ô lão bác, chu nhị, nha thiên cẩu, tức thần tử, chân huyễn hà yêu, tiên thạch, thạch quỷ, chân võ giả quy. Thậm chí đạo mang sơn, lam đạo phong. Dường như toàn bộ cùng cái này diệt của tiên hoàng có quan hệ nhưng lại không biết đối phương vì sao như vậy gia hộ tại ta, chấp nhất tại ta. Trên người của ta, có đồ vật gì làm hắn để ý như vậy a? À? Chỉ là phần kia để ý bên trong, vì sao cũng không cho người ta kêu căng cảm giác, ngược lại có loại hèn mọn cảm giác, phản phất là tại hướng ta phát ra thỉnh cầu. Ha ha, lão phu có thể không có thèm ngươi báo đáp. Bất quá nếu có một ngày, ngươi có thể khám phá huyễn mộng giới chân tướng, lão phu có lẽ thật có một chuyện nhỏ, cầu ngươi tương trợ cũng chưa biết chừng. nếu thật có ngày đó lão phu đưa ra thỉnh cầu tiểu hữu nhưng chớ có cự tuyệt mới là. ninh phàm trong ốc đột nhiên xuất hiện chân huyễn hà yêu đưa ra thỉnh cầu hình ảnh khám phá huyễn mộng giới chân tướng. bây giờ ta phải chăng liền coi như là khám phá chân tướng một thế này ta nhất định phải cắn nát cái này thương khung hút khô đạo huyết này chỉ có như vậy mới có thể từ phương thế giới này thoát ly, bơi về quê quán, trở lại vi đà tự vạt nước lớn. Ninh Phàm lại nghĩ tới chân võ lão quy. Đó là một cái muốn về nhà rùa đen, thà rằng vĩnh viễn đọa lạc vào vận đen, cũng muốn về nhà. Vi đà tự, vi đà. Ta lúc này vai trò trương đạo, tự hồ xuất thân từ hỗn cung thánh tông vi đà tự, là trùng hợp, hay là cái kia diệt của tiên hoàng ở trong luân hồi cho ta ám chỉ, hướng lúc này ta thỉnh cầu hàng Nga tiền bối nâng lên diệt cổ tiên hoàng lúc, tự hồ nói, thiên ngoại mà tới, bốn chữ. Thiên ngoại mà tới. Về nhà. Ninh Phàm ẩn ẩn minh bạch cái gì? Diệt cổ tiên hoàng tự hồ không cho hắn an bài bước thứ tư đường, ngược lại đang đợi Ninh Phàm đưa cho hắn an bài đường về nhà. Xích vi tiền bối. Xích vi thiện nhân đang ở trước mắt, một bộ tùy ý Ninh Phàm gây sự thái độ, nói chung kỳ vọng của hắn, chính là bỏ mặt Ninh Phàm gây sự đối phương căn bản không có an bài bước thứ tư đường, chỉ là đang tìm việc vui. Về phần lưỡng nghĩ thiện nhân, Ninh Phàm trong lòng ấm áp. Lão ma càng sẽ không an bài cho hắn bước thứ tư đường, lão ma chính mình khả năng đều chẳng muốn đột phá bước thứ tư. Lão ma chỉ muốn đồ đệ cùng đồ đệ thê tử có cái đại đoàn viên kết cục. Hàng Nga, rõ chưa? Ninh Phàm, Minh Bạch, bây giờ tại ta phía trước, có 5 cái đường cần làm ra lựa chọn đến từ ngũ ác nhân, mà cái này có lẽ chính là ta có thể cùng tiền bối gặp nhau lý do. Hàng Nga, không tệ. Ta tới gặp ngươi, có thể lừa gạt Vạn Thánh Sơn chư thánh, cũng tuyệt đối không thể gạt được người nhập nghịch. Dù sao người nhập nghịch đều có toàn tri chi năng. Bọn hắn biết được ngươi hết thảy, cũng vì ngươi an bài hết thảy, ngươi cho rằng trước mắt có được vô hạn khả năng, nhưng tất cả khả năng đều là xuất phát từ số mệnh luân hồi an bài thông hướng tên là định số kết cục. Nhưng loại này định số, bước thứ tư phía dưới rất khó coi đến, thế là đông đảo chúng sinh truy tìm nhân quả, kết quả là cũng bất quá là trong sách cầu đạo, làm sao có thể ảnh hưởng viết sách người. Ninh Phàm, ta sẽ không đi bọn hắn an bài đường. Hàng Nga, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể đi ngươi biên tạo nghịch phàn đường. Mà con đường này, vô luận hướng chảy một đầu nào chuỗi nhân quả, cuối cùng thông hướng đều là thất bại. Hàng Nga trong mắt lóe ra lục đạo luân hồi chi quan, tùy tiện liền có thể từ trên thân ninh phàm, nhìn thấy cái nào đó không thể sửa đổi định số. Bài Vô luận như thế nào giải dụa, vô luận như thế nào phản kháng, tức vạn vạn chuỗi nhân quả đi đến cuối cùng, đều chỉ thông suốt hướng thất bại chi lộ. Muốn sửa đổi này định số, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mở ra ngũ linh kỳ cục, lấy năm vị nghịch thánh liên thủ, đến sửa đổi này số mệnh. 3 ngươi đã có ngũ nghịch địch nhân liền sẽ không còn có năm vị nghịch thánh viện thủ mà đây cũng là cửu ngũ chí tôn ý nghĩa chính là nghịch chi cực huống chi cửu nghịch bên trong còn có hai nghịch không công bố thùng rỗng kêu to còn lại kiếp diệt hai tôn một cái đối với thế gian hết thảy thờ ơ một cái đối với thế gian hết thảy không cách nào quan ừm cửu nghịch bên trong không có một cái nào có thể là trợ thủ của ngươi mà ở ngoài cửu nghịch Xích Phi tuy có thực lực, nhưng không có mở ra ngũ linh kỳ cục tư cách. Lưỡng nghi đã bị điên, ngươi cùng lưỡng nghi rất nhiều gặp nhau, cũng chỉ là ngày của hình bóng lưu tại luân hồi vết tích. Tử đấu đã tiêu vong, chiếu sáng không về còn gian ngăn, lại càng không có dư lực quay đầu nhân thế. Nghịch nguyệt đã lâu tịch diệt, về tới thế giới mới bắt đầu chỗ, lại không. Biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Bắt đầu, xâm tượng đều không thể về, chính mình còn không thể cứu ngươi như thế nào hy vọng xa vời bọn hắn tới cứu ngươi ngươi cho rằng ngươi có ngập trời bối cảnh nhưng bối cảnh này đều là hoa trong gương trăng trong nước chỉ có những cái kia ác nhân mới là chân thực không giả coi là thật đại nạn lâm đầu ngươi căn bản không một nghịch có thể dùng mà đây cũng là đẫm máu hiện thực cá nhân liên quan ha ha ngươi đem tiền triều thái tử nói thành là cá nhân liên quan mà lại còn là ngũ nghịch trấn giữ bất diệt thần triều. Loại thân phận này thậm chí không bằng một kẻ lùng có, chí ít lùng có anh hùng còn có cơ hội cẩu thả tại loạn thế, cao xây thành, trọng tích lương, chậm xưng vương. Mà ngươi khác biệt, ngươi như bình thường còn tốt, hết lần này tới lần khác một đường đi tới hôm nay. Bình thường tiền triều dư nghiệp có lẽ còn có thể kết thúc yên lành, có uy hiếp thì nhất định chỉ có một con đường xe hết. Hàng Nga nhắm mắt lại, giống như không đành lòng lại nhìn ninh phàm ức vạn vạn nhân quả đó là ức vạn vạn lần tuyệt vọng ức vạn vạn lần cực khổ ức vạn vạn lần hủy diệt nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại lấy nhưng nếu ta đi đến ngũ nghịch vì ta an bài đường liền có thể có được mỹ hảo kết cục sao ninh phàm bình tĩnh nói hắn cũng không phải là mang một lời phẫn nộ đến đối kháng số mệnh luân hồi hắn sớm đã minh bạch số mệnh luân hồi không thể chiến thắng cùng không thể thỏa hiệp Hàng Nga, nếu ngươi đi đến Ngũ Nghịch An Bài chi lộ, chí ít ngươi cùng nàng cũng có thể đời đời song song, đời đời không gặp, riêng phần mình mạnh khỏe. Ninh Phàm, ta có thể nhịn bên dưới đối với nàng tưởng niệm, cũng có thể cố nén không đi tìm nàng, không đi nhiễu nàng, khiến cho chính mình không thể nghĩ, không thể gặp. Nhưng, dù cho ta không tìm nàng những cái kia luân hồi, nàng cũng như cũ tại tìm kiếm ta. Ngươi đã có thể xem thấu luân hồi liền nhìn xem ngươi vị muội muội kia, nàng chỗ nào trải qua tốt. Là cá nhân cũng dám đem tính toán thêm tại ngày xưa thần vương con gái thứ chín trên thân. Ngươi để cho ta. Như thế nào coi thường đây hết thảy. Ninh Phàm, đây là một trận tất bại chi lộ, nhưng chỉ cần nàng còn không có từ bỏ tìm kiếm ta, ta liền sẽ không thả kiếm trong tay. Thế giới ác ý một ngày không theo trên người nàng tước đoạt, kiếm của ta, liền một ngày sẽ không thả. Đây là... Luân hồi thề. Oanh. Hình như có luân hồi trung âm thanh đột nhiên gõ vang, truyền triệt tam đại chân giới, vô tận ảo mộng. Kẻ yếu không cách nào nghe nói, nhưng mỗi một cái thánh nhân phía trên tồn tại, đều nghe được âm thanh này âm. Lại có người lập xuống luân hồi đại thệ, muốn lây tật bại chỉ mệnh, ngỗ nghịch chưa nghịch, cận kề cái chết không theo. Ngươi. Hàng Nga đôi mắt đẹp trừng một cái, nổi giận nàng bốc lên mở trần kiếp nhân quả, tới đây gặp Ninh Phàm, vì chính là khuyên Ninh Phàm quay đầu là bò, đại biểu chân giới chưa nghịch lưu cho Ninh Phàm một cơ hội cuối cùng. Nhưng Ninh Phàm lại trực tiếp đứng ở chư nghịch thánh mặt đối lập. Đúng là công nhiên tuyên chiến. Sao mà cuồng vọng? Hàng Nga cảm động tại Ninh Phàm đối với tiểu muội thâm tình, nhưng nàng càng phần nộ tại Ninh Phàm không tự ái. Cái này nho nhỏ hồ điệp, là tiểu muội cùng hàng nguyên cực kinh lịch vô số cực khổ mới rốt cục từ trong luân hồi tìm về vì một kiện tật bại sự tình như vậy không trân ái sinh mệnh của mình chẳng lẽ không phải cô phụ tiểu muội hàng nguyên cực bỏ ra ngươi cứu vớt chỉ tâm sẽ mang lại cho người bên ngoài lấy hy vọng cũng tại ngàn tỷ lần hy vọng sau khi phá diệt hóa thành trầm trọng hon tàn nhẫn a à. hàng nguyên cực a à hàng nguyên cực ngươi đồ nhi này quả nhiên giống như ngươi bộ dáng đầu cứng trắng như sắt, căn bản không khuyên nổi. Ta tận lực. Nhưng đến đầu đến, ta ngay cả ngươi đồ nhi cũng bảo hộ không được, cái gì đều làm không được. Tiểu mai ngươi nói ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, vì sao chính là không có ngực không mông đâu. Lưỡng nghi đạo hữu, xin tự trọng. Ha ha rốt cục luyện thành thất xích ma chủng, tiểu mai ngươi mau nhìn ta trong đũng quần đại ma chủng, chiêu này có thể giúp ngươi ngực lớn sách họa tàu ngươi rút kiếm làm gì hàng đạo hữu, mời. Tự trọng. Tiểu mai ta mới sáng tạo ra một thức kiếm thuật, gọi hoa mai vừa mở sinh tử ngươi đoán, ngươi đoán ta định đem kiếm thuật này đưa cho cái nào ngu ngơ. Hàng nguyên cực, ngươi mới là ngu ngơ. Tiểu mai ta lại sáng tạo ra một chiêu đỉnh thuật, gọi tức xê, hết ngươi ba nghìn tiên nhân, đưa cho. Cái gì ngươi không cần? Đã làm tức chết. Ha ha, sư phụ làm giận, đồ nhi quả nhiên vậy làm giận. Tiểu Mai, ngươi tựa như ta đại bảo bối một dạng trọng yếu, ta tuyệt sẽ không để cho người ta thương tổn ngươi. Nói, ai đem ta Tiểu Mai chọc khóc? Không phải liền là chết cái muội muội sao, cái rắm lớn một chút sự tình. Hòa tàu đừng nóng vội, ta nói là ta giúp đem nàng cứu trở về. Ngươi không cần cuốn vào trong đó, bên trong nhân quả không phải ngươi nho nhỏ hoang thánh có thể nhiễm. Lão tử ghét nhất người khác nói ta nhỏ. Ngươi cái này thí sự lão tử quản định. Chờ ta tin tức tốt. Chờ ngươi tốt tin tức. Vừa vặn rất tốt tin tức ở nơi nào. Ngươi lại tan biến tại phương nào. Thật xin lỗi, hàng nguyên cực, ngươi nói ngươi sẽ cứu ta muội muội, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tin vào. Cho nên ngươi cuối cùng không có làm đến việc này, ta cũng không trách ngươi. Ta cũng không trách ngươi khẩu xuất cùng ngôn, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, lực lượng một người không cách nào đối kháng thế giới, dù là người kia là nghịch thánh. Đây là ngay cả ta đều làm không được sự tình, làm sao có thể áp đặt tại người. Chỉ là, ngươi cho ta hy vọng, nhưng lại một đi không trở lại, không biết đi phương nào, cái kia hy vọng, cuối cùng hóa thành dài dằn dặt tuyệt vọng. Ta tìm khắp cả thời quan trường hà, cũng chỉ tìm được ngươi thành người điên lời đồn đại, lại ngay cả ngươi vì sao nổi điên cũng không biết được ta chỉ nói ngươi bởi vì ta sự tình làm người tính toán thế là lấy thân dung hợp lục đạo luân hồi vĩnh sai lệch đi theo đuổi tìm ngươi nhân quả đến đem ngươi từ trong luân hồi vớt ra nhưng mà đáp án lại làm ta bi ai ngươi là vì một người chưa từng gặp mặt đồ nhi đi đến một cái khác đoạn ta chỗ không biết luân hồi cũng tại đoạn kia trong luân hồi biến thành tên điên về phần cứu ta mùi mùi sự tình ngươi tự hồ đã sớm quên nhưng ta cũng không trách ngươi đã không có dư thừa khí lực đi trách mắng, vẹn vẹn ôm ở ngươi không ngừng biến mất luân hồi, đã tiêu hết ta tất cả khí lực. Có lẽ, đây mới là chư nghịch đối ta tính toán đi, bọn hắn lợi dụng ngươi. Nhưng ta, cũng không hối hận. Bây giờ thấy được ngươi đồ nhi, ta mơ hồ minh bạch tâm tình của ngươi. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc, giống như tiểu cửu ngốc, thế gian sẽ không còn như vậy ngốc hai người. Bọn hắn đáng giá tốt hơn kết cục, cho nên ngươi mới nguyện bỏ ra hết thảy phải không? Nhưng đối với không dậy nổi, bây giờ lực lượng của ta, thậm chí ngay cả thoáng che chở hắn đều không làm được, vẻn vẹn chỉ là chưa nghịch đè vào phía trước cảng trần kiếp quân cờ. Tin tức tốt là, nếu ta không xê hết vào cùng xích vi trần kiếp chi chiến, những nghịch thánh kia là sẽ không bởi vì ngươi đồ nhi chiến thư tùy tiện kết quả. Tin tức xấu là, hắn không có như ngươi kỳ vọng, đi một đầu bình an vui sướng chi lộ, mà là lựa chọn một đầu cực khổ chi lộ ninh phàm ta trả lời tiền bối đặt câu hỏi lựa chọn con đường nào tiền bối vẫn còn không có nói cho ta biết là địch hay bạn hàng nga không hổ là hàng nguyên cực đồ nhi quả nhiên là du mục u cục đến lúc này còn đang hỏi ngốc vấn đề tiểu mang ngươi nói ta là địch hay là bạn một mực nghe thiên thư bắt tiểu mang rốt cục có thể chen miệng vào vui vẻ nói ngươi là bằng hữu là hảo tỷ muội chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ mắng chu. Mắng trương đạo thúc thúc du một u cục, lại không dành với ta hắn, ngươi chính là ta tiểu mang đời đời kiếp kiếp hảo tỉ muội. Hàng Nha Vậy ngươi có thể yên tâm cùng ta làm tốt tỉ muội. trong nhà của ta đã có một cái du một u cục, đối với ngươi u cục không có chút hứng thú nào. Ninh Phàm, đây là ngốc vân đề sao? Tiền bối không phải nói nếu ta muốn lật trần định án, chính là địch nhân của ta sao? Hàng nga ta còn nói vì tiểu cửu có thể là bằng hữu ngươi sao đến liền không có nghe vào nếu ngươi cùng tiểu cửu thật có thể ở đây tròn một trận mộng đẹp ta chính là nhiễm trần kiếp nhập chư nghịch chỉ cục thì thế nào bọn hắn xem sớm ta chu thiên công đức không vừa mắt việc này chợt nhìn là ngươi tại lật lại bản án nhưng bởi vậy nhân quả dọc theo đi lại có càng nhiều lợi hại được mất đó mới là nghịch thánh quan tâm đồ vật hoặc nhờ vào đó sự tình hủy đi xích vi dư nghiệp hoặc giả xích vi chỉ thủ hủy đi oa hoàng chu thiên công đức, vô luận kết quả nào, đều có thể làm cho luân hồi đại thể yên ổn, khiến cho chư nghịch có thu hoạch riêng. Còn ngươi cái này nho nhỏ nghịch phàn đường, bất quá là sâu chuỗi chư nhân quả kiếp nổ, chỉ là này trần định án nho nhỏ nhạt đệm. Ngươi sẽ không phải cho là mình mới là chư nghịch tính toán trung tâm A. Một đám nghịch thánh, tính toán một cái tiên vương, mưu đồ gì? Hình ngươi chỉ là 43 màu khí vận, hay là hình ngươi cái kia giống như hàng nguyên cực cứng rắn du một u cục đầu. Đừng đem chính mình thấy quá nhẹ, nhưng cũng đừng đem chính mình coi quá nặng. Ngươi lúc này luân hồi lời thể, đối với cao cao tại thượng. Người mà nói, bất quá là nhiễu người con ruồi âm thanh, căn bản râu ria. Đương nhiên, cân nhắc đến ngươi cái này con ruồi nhỏ có chút phiền phức, sau 10 ngày trận chiến cuối cùng, những người kia có thể sẽ không khách khí, không thể nói trước cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Bây giờ ta, không cho được ngươi bất luận cái gì trọ lực. Nhưng ngươi đối với tiểu cửu tâm ý, ta xác thực cảm nhận được. Ta rốt cuộc biết tiểu cửu vì sao nguyện ý vì một cái hồ điệp nghiêng nó tất cả, bởi vì con hồ điệp kia đáng giá. Trên thực tế, dù cho câu trả lời của ngươi không cách nào làm ta hài lòng, ta từ lâu hiểu rõ đến ngươi đối với tiểu cửu tâm ý, ngôn ngữ là có thể gạt người, nhưng một người đạo niệm không cách nào gạt người, chí ít không gạt được ta. Ngươi cái này lưỡng. Nghĩ 27 tượng, hoặc là gọi nó 27 âm dương càng xác thực. Ha ha, thật sự là đặc biệt 27 âm dương, thật sự là liếc qua thấy ngay tâm ý. Mà cái này, chính là thắng qua vạn ngữ làm nói lời tâm tình. Hàng Nga sớm tại nhìn ra ninh phàm 27 âm dương lúc, liền mình bạch ninh phàm tâm ý. Sở dĩ lời hay khuyên bảo, cũng chỉ là hy vọng ninh phàm hảo hảo sống sót, không cẩn cô phụ người mất tâm ý. Nhưng bây giờ Ninh Phàm đều cùng chư nghịch tuyên chiến, lời ấy tất nhiên là sẽ không lại sắc. Người nói tiểu tử này loạn tu thứ gì âm dương? Yêu âm dương, phượng, canh ô, đạo lý, thiên ngưu, minh tước, quan nghĩ, cửu ly, phù ly, hồ điệp. Người bên ngoài nếu có cơ hội tu luyện nhiều loại trưởng vị, hoặc là khả năng đặc biệt một đạo, hoặc là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, bù đắp thiếu khuyết, Tiểu tử này ngược lại tốt. Lần đầu tiên trông đi qua một bộ lung tung lựa chọn bộ dáng. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó sở tu âm dương, đều có thiên về. Ninh phàm tu phượng âm dương, chủ tu chính là dục hỏa trùng sinh, không xê hết. Tu canh ô âm dương, chủ tu chính là canh ô khí huyết khổng lồ, cộng thêm canh ô thất lạc thuật, bách tử nhất sinh, tử vong lúc lại có một phần trăm tỷ lệ trùng sinh. Tu đạo lý, chủ tu lại là ngư thôn hải cùng ngư hóa long, sau đó tu ra hộ thể long châu bảo mệnh. Tu thiên ngư, dường như từ ngộ đạo giới tìm được một chút bì văn cơ duyên, tu được bất tử tầm bì văn. Tu minh tước, vì tu luyện minh tước bộ tộc ức vạn phân thần bất tử thuật. Tu quan nghĩ, là vì quan nghĩ bộ tộc trì quan bất tử, thụ quan chuyên sinh. Tu cửu ly, là vì cửu ly tộc thập bộ khai cung thuật cùng thôn ngư tăng mệnh thuật. Tu phù ly, là vì phù ly bộ tộc quy khư đại đạo, bất tử bất diệt. Tu hồ điệp là vì sẽ lấy bên trên 8 loại tộc lực lượng bất tử kết hợp một loại. Đây là có nhiều sợ chết, mới tu nhiều như vậy không chết thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ, còn có ma âm dương. Ma âm dương, mộc, độc, sơn, niệm, hắc vận, bất tử, tinh, dược, kiếm. Một âm dương lúc này đã là viễn cổ thần linh chỉ lực từ không cần phải nói. Độc âm dương thì là chủ tu bách độc bất xâm, lại như từ ngộ đạo giới bên trong lĩnh ngộ một tia bất tử thần tầm độc. Sơn âm dương chủ tu mang thần hình Sơn bị thêm vào anh Linh chỉ lực, tự hồ sau khi chết anh Linh về Sơn Hải đến bất tử bất diệt. Niệm âm dương thì chủ tu thần thức bất diệt. Hắc vận âm dương chủ tu khí vận bất diệt. Bất tử âm dương thì là bất tử ma mạch. Tinh âm dương là hắc tinh thuật bất tử dược âm dương là ngũ sắc dược hồn bất tử. Kiếm âm dương tắc là đem tất cả không chết hợp nhất như kiếm, sau đó sát sinh đoạt người sinh cơ cùng bất tử. Đây là có nhiều sợ chết, mới tu nhiều như vậy không chết. Thần âm dương, vũ, ám, lôi, chiến, sát, phong, hoa, tuyết, nguyệt. Vũ âm dương chủ tu vạn cổ bất diệt vũ chi đạo. Ám âm dương chủ tu huyển hóa ma trần cùng huyển sinh chi đạo lôi âm dương chủ tu nghịch mệnh chân lôi chỉ đạo. Chiến âm dương chủ tu chiến ý bất tử thuật. Sát âm dương chủ tu bắt đầu bất tử thuật. Phong âm dương chủ tu phong hậu bất tử thuật. Hoa âm dương chủ tu xích vi trì minh vĩnh hằng bất tử. Tuyết âm dương chủ tu tử đấu luân hồi phong tuyết bất tử. Nguyệt âm dương chủ tu thái cổ nghịch nguyệt bất tử bất diệt. Kể từ đó, Ninh Phàm một thân sở tu đều là hàm ẩn bất tử đại đạo. Nếu như thái cực sinh diệt cảnh dưới, 27 loại bất tử toàn bộ tiến vào đạo Pháp nguyên lưu, chứ bất tử thậm chí có thể có thể so với bất tử đạo thống, cũng từ trong đạo thống sinh ra một sợi không thể diệt. Nhưng cái này bất tử bất diệt, cũng không phải là ninh phàm vì mình sở cẩu. Tiểu tử này là lại muốn thành thánh thời điểm, đem tất cả không thể diệt hiến tế ra ngoài, đến đổi tiểu cửu chư thế luân hồi không thể hủy diệt. Hàng Nga từ trước tới giờ không tính khẩu bên trong nói ra lời tâm tình. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng tận mắt nhìn thấy sự tình, đó mới là thế gian chân thật nhất lời tâm tình. Giống nhau nhiều năm trước hàng nguyên cực. Thế gian này công đức thánh nhân càng nhiều, nắm giữ chu thiên công đức người liền cũng càng mạnh. Ta nghe qua tốt nhất lời tâm tình, không phải dùng miệng nói, là có một người rõ ràng có thể tam thi thành thánh, lại yên lặng lựa chọn công đức chi lộ, chỉ vì đợi tại nơi hẻo lánh, tăng ta một tia sáng. Rõ ràng có thể công đức nhập nghịch, nhưng lại lo lắng tổn hại ta chu thiên công đức, ngây ngốc dừng ở nguyên địa, đứng ở dưới một người. Ngươi không hổ là hàng nguyên cực đồ nhi, lại khó tìm tới như thế ngốc hai cái du một u cục. Nhưng ngươi muốn xê chết hết ở chỗ này còn quá sớm, so với tính toán một kẻ nho nhỏ tiên vương, ta mất đi, mới là những người kia càng để ý sự tình, dù sao thần vương nghịch nguyệt thứ bảy nữ, vốn không nên tồn tại ở trên thế gian, toàn dựa vào một đứa ngốc coi trời bằng vung, đem cái kia thất mai cứu sống. Thất mai mỗi nhiều tồn một thế, liền có lệnh thần vương nghịch nguyệt lại lần nữa thức tỉnh khả năng, tiểu cửu không phải ngươi chỗ yếu hại, mà là ta tử huyệt. Ta đem nghịch nguyệt mà qua, đổi này luân hồi nhất mộng, duy nguyện tháng này vĩnh viễn không lặng về Tây. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.